Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 196. Diệp Huyên hơi nhíu mày, hắn lật xem một trang, một hàng chữ đập vào mắt, định luật thủ hằng, nghĩa là giá trị của vạn vật trong vũ trụ đều có quy luật vĩnh hằng bất biến. Nói một cách đơn giản thì dù là thứ gì xảy ra chuyện gì, thì lượng của nó vẫn không thay đổi. Dù cho vũ trụ sụp đổ, cuối cùng lượng của vạn vật vẫn sẽ tồn tại như cũ, tu luyện theo định luật này, sinh mạng sẽ vĩnh hằng bất tử, kỹ năng võ đạo cũng vĩnh hằng bất diệt. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó hắn lật sang trang tiếp theo, vĩnh bất hủ cảnh có quá nhiều sơ hở, nếu không hiểu quy luật vĩnh hằng thì sao có thể thật sự bất hủ được. Cảnh giới của thế giới này quá phức tạp, cũng có quá nhiều lỗ hổng, không có một hệ thống cảnh giới tu luyện hoàn chỉnh và chi tiết, thôi vậy, nếu đã thế, ta sẽ sắp xếp ra một hệ thống cảnh giới tu luyện hoàn chỉnh. Bắt đầu từ hôm nay sẽ mở ra một thời đại mới. Thời đại sẽ tên là gì đây? Diệp Huyên vội vàng lật trang, thời đại ra oai. Thấy bốn chữ này, nét mặt Diệp Huyên cứng đờ, sau đó, hắn vội vàng đọc tiếp, à thôi không được, không hay, dung tục quá. Diệp Huyên tiếp tục lật, nhưng phía sau lại trống không. Hết rồi. Diệp Huyên nhíu mày, hắn lại lật thêm mất trang nữa, nhưng đều trống không, rõ ràng là đối phương không viết tiếp nữa. Diệp Huyên nhìn quyển cổ tịch, trong lòng thầm trầm tư. Không phải đối phương cố ý không viết, vì hắn nhìn thấy một nét bút ở chữ cuối cùng, rõ ràng là đối phương đột nhiên có chuyện gì đó nên rời đi. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói, các chủ này, đúng là không đơn giản. Hắn không hiểu cái gì là định luật vĩnh hằng, nhưng có vẻ những gì các chủ viết rất uyên thâm. Hơn nữa, Thanh Nhi còn nói kiến thức của các chủ còn rộng hơn cả Niệm Tỷ. Hệ Ngân Hà lợi hại đến thế ư? Lúc này, Tiểu Tháp chợt lên tiếng, ta biết rồi. Diệp Huyên hơi tò mò, người biết cái gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, biết vì sao thế giới của chúng ta có nhiều cảnh giới như thế, hơn nữa còn rất rối loạn. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hỏi, tại sao? Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, người không biết đâu, thật ra vào thời đại của chủ nhận, hệ thống cảnh giới tu luyện rất hoàn chỉnh, người có biết tại sao không? Diệp Huyên hỏi, tại sao? Tiểu Tháp nói, vì hệ thống cảnh giới của thời đại kia là do Thiên Mệnh Tỷ Tỷ lập ra, cho nên nó rất hoàn chỉnh, hơn nữa, thời đại đó được gọi là thời đại Thiên Mệnh. Một mình trấn áp Tam Duy và Tứ Duy, kiểm soát vạn cổ. Nhưng ở thời đại của chúng ta, chắc chắn Thiên Mệnh Tỷ Tỷ sẽ không lãng phí thời gian làm chuyện này, cho nên hệ thống cảnh giới mới rối loạn như thế. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi đáp, ta biết rồi. Dứt lời, hắn nhìn về phía quyển cổ tịch kia, sau đó nói, các chủ này muốn mở ra một thời đại mới. Ta sẽ giúp nàng, sau đó sẽ nhờ nàng đặt cho ta một cái tên. Tên gì đây nhỉ? Diệp Đế, Huyên Đế, Kiếm Đế, Tiểu Tháp chợt nói, ra vẻ đế đi. Diệp Huyên, nghe thấy lời của Tiểu Tháp, Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Ra vẻ đế hả? Nghe thô thiển thật chứ? Tiểu Tháp lại nói, tiểu chủ. Người vừa nói muốn giúp người ta, người định giúp thế nào? Ta thấy người có biết cái gì đâu. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta không nói với ngươi. Nói xong, hắn cất quyển cổ tịch chưa viết xong kia vào. Tiểu Tháp. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó nhẹ giọng nói, các chủ này đúng là không phải người bình thường. Đại gia này, à không, người bạn này, ta nhất định phải làm quen. Tiểu Tháp. Diệp Huyên rời khỏi phòng. Lý Sinh im lặng nhìn thư phòng trống rỗng. Mẹ kiếp! Ông ta mời một tên cướp đến rồi. Diệp Huyên hỏi, bảo khố của Tiên Bảo Các ở đâu? Nghe vậy, sắc mặt Lý Sinh lập tức thay đổi, Diệp công tử, không được, không được đâu. Đó đều là tài sản của Tiên Bảo Các, theo quy định, chỉ các chủ mới có thể điều động nó, cậu. Diệp Huyên lấy lệnh huyền thiên ra, nhìn thấy lệnh này như thấy các chủ, theo quy định. Bây giờ ta sẽ là các chủ của Tiên Bảo Các, có vấn đề gì không? Lý Sinh. Nét mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, dẫn ta đi. Giọng nói trở nên lạnh lẽo. Lý Sinh thầm run rẩy, ông ta không dám chọc giận Diệp Huyên, vội vàng dẫn hắn đi tới bảo khố của Tiên Bảo Các. Thật ra người ngoài không ai dám bắt nạt Tiên Bảo Các cả. Vì các chủ của Tiên Bảo Các đủ mạnh để bọn họ sợ hãi. Năm đó lúc các chủ đi tới thế giới này cũng đã hù dọa một vài cường giả siêu cấp ở đây. Vì thế,
dù là một vài đại lão của cấm địa thượng cổ cũng sẽ không dám làm gì Tiên Bảo Các, ngược lại còn phải nể mặt bọn họ mất phần. Nhưng Diệp Huyên thì khác. Người này không phải người ngoài. Hắn có lệnh huyền thiên mà các chủ ban cho. Lý Sinh thầm thở dài bất đắc sĩ, sao các chủ là tặng lệnh huyền thiên cho một tên ăn cướp như thế chứ? Ông ta cũng từng tặng lệnh huyền thiên, nhưng lệnh huyền thiên lại không chọn đối phương. Hay! Lý Sinh thầm thở dài, ông ta thật sự dẫn một tên cướp về nhà rồi. Lý Sinh nhanh chóng dẫn Diệp Huyên đến bảo khổ của Tiên Bảo Các, thật ra đó chỉ là một căn phòng nhỏ, bên trong để mấy trăm chiếc nhẫn chứa đồ. Mấy trăm chiếc? Diệp Huyên chớp mắt, hắn không nhiều lời mà lập tức vung tay phải, tất cả nhẫn chứa đồ đều bị hắn lấy hết. Sắc mặt Lý Sinh lập tức trở nên tái nhợt, Diệp công tử, đây là của các chủ. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta và nàng còn phải tính toán như thế à? Lý Sinh. Diệp Huyên vỗ nhẹ lên vai Lý Sinh, sau đó nói, làm tốt lắm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lý Sinh ngồi im tại chỗ, một lúc sau, ông ta nhanh chóng rời đi, ông ta đi tới một căn phòng bí mật, ông ta lấy một lá bùa ra, sau đó đốt cháy. Dùng huyền khí truyền âm các chủ thiếu niên này là một tên cướp, một tên cướp. Diệp Huyên quay về tầng 8, sau đó trở lại trong tiểu tháp. Hắn lấy những chiếc nhẫn chứa đồ kia ra, quét bằng thần thức, sau đó, hắn lập tức run rẩy. Bên trong nhẫn chứa đồ có khoảng mấy tỷ tinh thần mạch. Mấy tỷ đấy? Diệp Huyên cảm thấy đầu hắn đang kêu ong ong. Tinh thần mạch này là cải trắng sao? Không thể không nói, Diệp Huyên thật sự cũng cảm thấy khiếp sợ. Tiên Bảo Các này giàu đến thế à? Ngoài tinh thần mạch, bên trong nhẫn chứa đồ còn có vô số thiên tài địa bảo và thần vực, nhiều không kể hết. Kiếm. Lúc này, sắc mặt Diệp Huyên chợt thay đổi, một khắc sau, những chiếc nhẫn chứa đồ bên trong tiểu tháp lập tức biến thành những tia sáng bay ra khỏi tiểu tháp, sau đó xé rách thời không, bay đi đến một nơi khác. Diệp Huyên thầm thấy hoảng hốt, vội vàng trấn áp, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện những chiếc nhẫn chứa đồ kia hoàn toàn coi thường sự khống chế của hắn, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối thời không. Diệp Huyên ngơ ngác. Cơm đến miệng rồi còn bay mất. Chắc chắn là các chủ kia ra tay. Diệp Huyên đen mặt, đúng là nhỏ mọn. Lúc này, Lý Sinh đột nhiên xuất hiện, Diệp Huyên nhìn ông ta khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyên lạnh lùng nói, ông dám mắng ta. Dứt lời, hắn biến thành một tia kiếm quang lao về phía Lý Sinh. Lý Sinh. Trong Tiên Bảo Các nhanh chóng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Lý Sinh. Dù bây giờ Diệp Huyên chỉ là chí tôn cảnh, nhưng thực lực của hắn lại không thua kém gì vô lượng cảnh. Hơn nữa, kiếm thanh huyên trong tay hắn còn có thể giúp hắn nâng cao cảnh giới, chẳng những thế mà còn có tuế nguyệt chi lực nữa. Nhưng bình thường hắn sẽ không sử dụng. Vì hắn không muốn bản thân quá lệ thuộc vào ngoại vật. Nguyên tắc của hắn bây giờ chính là kẻ thù không gọi tổ tông, hắn cũng sẽ không sử dụng kiếm thanh huyên. Ta có thể không cần ngoại vật, nhưng ta nhất định phải có nó. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên rời khỏi Thiên Bảo Các, hắn hơi không vui nhìn về phía chân trời. Mấy trăm chiếc nhẫn chứa đồ, mấy tỷ tinh thần mạch, vô số thần vật và thiên tài địa bảo cứ thế mất sạch. Mất sạch rồi. Lúc này, một ông lão xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, ông lão cúi người hành lễ, Diệp công tử, cậu muốn chúng ta điều tra tung tích của An cô nương, chúng ta đã điều tra được rồi. Diệp Huyên hỏi, ở đâu? Ông lão đưa cho hắn một tấm bản đồ, Bắc Hoang chi địa. Diệp Huyên gật đầu, nhận lấy bản đồ. Lúc này, ông lão đột nhiên nói, Diệp công tử, nơi đó rất nguy hiểm. Diệp Huyên nói, bắt đầu từ bây giờ, nơi đó sẽ càng nguy hiểm hơn. Ông lão sửng sốt, sau đó hỏi, tại sao? Diệp Huyên nhìn ông lão rồi nói, vì có ta. Nói xong, hắn ngự kiếm biến mất ở cuối chân trời. Ông lão im lặng một lúc rồi nói, kiêu ngạo. Trong tầng 7 của Tiên Bảo Các, Lý Sinh im lặng nhìn Diệp Huyên biến mất ở cuối chân trời xa xôi. Ông ta vừa bị Diệp Huyên đánh một trận. Nhưng ông ta không tức giận. Vì ông ta phát hiện thực lực của Diệp Huyên còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của ông ta nhiều. Trong đầu Lý Sinh chợt hiện lên một suy nghĩ, chẳng lẽ các chủ và Diệp công tử thật sự có quan hệ gì đó?
Nghĩ đến đây, Lý Sinh không khỏi rùng mình. Bắc Hoang Chi Địa nằm ở phía bắc Đại Hoang cổ giới, khi Diệp Huyên đi tới Bắc Hoang Chi Địa, hắn lập tức cau mày. Hắn cảm nhận được một áp lực vô hình. Diệp Huyên nhìn về phía xa, hắn nhìn thấy một ngọn núi lẻ loi ở cuối tầm mắt. Tiểu An từng xuất hiện ở nơi đó. Diệp Huyên ngự kiếm biến mất, ngay sau đó, hắn nhíu mày, vì hắn phát hiện lúc ngự kiếm, cảm giác nặng nề kia lập tức dữ dội hơn không chỉ gấp 10 lần. Không được phi hành. Diệp Huyên cũng không cố chấp, hắn đáp xuống đất, sau đó đi bộ. Diệp Huyên nhanh chóng đi tới dưới cô sơn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này, trên cô sơn xuất hiện một hư ảnh đeo trường thương, đứng ở đó tựa như chúa tể của thiên địa, khiến người ta có một cảm giác vô cùng áp lực. Mạnh quá! Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Diệp Huyên. Hư ảnh nhìn xuống Diệp Huyên, người đến đây là vì truyền thừa sao? Diệp Huyên lắc đầu, vãn bối đến đây là để tìm một người, hình như nàng từng xuất hiện ở đây. Hư ảnh nhìn Diệp Huyên, là hai nữ tử kia sao? Diệp Huyên vội vàng gật đầu, tiền bối có biết bây giờ các nàng đang ở đâu không? Hư ảnh đáp, vừa mới rời đi cách đây không lâu. Đi rồi. Diệp Huyên lại hỏi, đi về hướng nào vậy ạ? Hư ảnh chỉ tay về phía bắc. Diệp Huyên chắp tay, đa tạ. Nói xong, hắn bèn muốn đuổi theo, lúc này, hư ảnh kia đột nhiên nói, thiếu niên, có hứng thú nhận truyền thừa đại đạo của ta không? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, tiền bối, ta đến đây chỉ vì muốn tìm người thôi. Hư ảnh đột nhiên chỉ về phía một thi thể đã chết khô bên dưới, người có biết không, năm đó người này vì muốn có được truyền thừa của ta mà quỳ ở đây, mãi đến khi chết vẫn không thể toại nguyện, mà lúc này, chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ truyền cho ngươi thương đạo bậc nhất. Diệp Huyên cười nói, ta là kiếm tu. Hư ảnh trầm giọng nói, không sao, ngươi cũng có thể song tu thương kiếm mà. Diệp Huyên cạn lời. Hư ảnh khẽ thở dài, thiếu niên, cơ hội nghìn năm có một như thế, ngươi phải nắm bắt chứ. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, tiền bối, người bạn ta đang tìm là thương tu, nàng vừa mới ở đây, vì sao người không đưa truyền thừa cho nàng? Hư ảnh lại thở dài, nàng không cần. Diệp Huyên. Hư ảnh nhìn về phía Diệp Huyên, thiếu niên, ta thật sự rất lợi hại, người không định suy xét à? Diệp Huyên hơi tò mò, tiền bối, tại sao người lại chọn ta? Hư ảnh nghiêm túc giải thích, tuy cảnh giới của ngươi thấp, nhưng khí thế lại rất mạnh, thân thể của ngươi còn vượt qua cảnh giới của bản thân, nền tảng của ngươi quá tốt. Gần như là hoàn mỹ. Diệp Huyên hơi tò mò, tiền bối, bây giờ người còn sống hay là? Hư ảnh nhẹ giọng đáp, đã chết. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, tiền bối có thực lực mạnh như thế. Hư ảnh lắc đầu, thiếu niên, có lẽ người đến từ bên ngoài, không biết lịch sử của thế giới này, người có biết Đại Hoang này từng xảy ra chuyện gì không? Diệp Huyên lắc đầu, ta thật sự không biết, chỉ biết thế giới này từng xảy ra biến cố, sau đó nền văn minh của nó biến mất. Hư ảnh khẽ thở dài rồi im lặng. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, nơi này từng xảy ra chiến tranh sao? Hư ảnh gật đầu, đại chiến đáng sợ chưa từng có. Lần đó, tất cả mọi người ở Đại Hoang đều từ bỏ tất cả ân oán, liên thủ chống địch, lần đó, vô số thiên kiêu cường giả bỏ mạng, ta chính là một người trong số đó. Diệp Huyên nhíu mày, tiền bối là vô lượng cảnh sao? Hư ảnh gật đầu, vô lượng cảnh đỉnh cao. Vô lượng cảnh đỉnh cao lại tử trận. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, hư ảnh kia lại nói, lúc đó, cường giả vô lượng cảnh chết gần hết. Chẳng những thế mà cường giả trên vô lượng cảnh cũng chết rất nhiều. Trận chiến đó có 9 phần 10 số người của Đại Hoang phải bỏ mạng, đến nay vẫn không thể phục hồi nguyên khí. Diệp Huyên hơi tò mò, tiền bối, đối thủ của mọi người là ai? Giọng nói của hư ảnh trở nên hơi nặng nề, Linh Ma Tộc. Linh Ma Tộc. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày, Linh Ma khi nãy còn muốn ăn hắn. Hư ảnh đang muốn nói tiếp thì lúc này. Dường như nàng ta cảm nhận được điều gì đó nên đột nhiên quay đầu, nhíu mày, thiếu niên, người bạn kia của cậu gặp nguy hiểm. Ba thiên ma đang tấn công nàng. Nói xong, nàng ta chợt trợn mắt, sao có thể? Tiểu tử, mau đi đi, nàng đang rất nguy hiểm. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Huyên trở nên lạnh lẽo,
nếu Tiểu An bị mất một sợi tóc, lão tử sẽ giết sạch linh ma tộc của bọn chúng. Dứt lời, hắn lập tức biến mất ở cuối chân trời. Trong một dãy núi nọ, An Lan Tú cầm kiếm đứng đối diện với ba linh ma cách đó không xa. Cả ba đều đã đến vô lượng cảnh. Trong linh ma tộc, thiên ma đã là một cấp bậc cực kỳ cao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng thần sắc An Lan Tú lại vô cùng bình thản, trong mắt không có lấy nửa phần sợ hãi. Thiên ma đi đầu cất giọng tham lam, còn ả này quả thật không tệ, nếu có thể ăn thịt ắt sẽ được đại bổ. Vẻ dị thường lóe lên trong mắt tên thiên ma đứng cạnh gã, nhưng ngươi không thấy nó rất có tư sắc sao cẩu mang. Thiên ma tên cẩu mang phá ra cười, ta biết lệnh Việt ngươi thích kiểu nào rồi. Yên tâm, ta sẽ không giết nó, chỉ đánh cho tàn phế rồi sẽ đưa cho ngươi hưởng. Lệnh Việt nhếch mép, vậy cảm ơn trước. Cẩu mang cười cười, một khắc sau thì biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, một tia sáng đen đã ập đến trước mặt An Lan Tú, mang theo sức mạnh khổng lồ khiến thời không nơi nàng đặt chân trở nên mờ ảo. Vậy mà An Lan Tú vẫn bình tĩnh nhấc thương đâm tới. Đơn giản trực tiếp vô cùng. Ánh sáng đen nổ tan tành, ép cẩu mang lùi lại hơn nghìn trượng trong nháy mắt. Gã vừa dừng lại thì đã thấy một thanh trường thương phá không lao đến. Cẩu mang biến sắc, vung tay phải lên làm động tác rạch xuống, gọi một tấm thuẫn năng lượng đen nhánh xuất hiện trước người. Duỳnh. Cây thương lao tới đâm cho tấm thuẫn nát vụn, cẩu mang lần nữa bị buộc lui lại, sau đó lại thấy cây thương bay đến. Xoẹt. Tiếng rít sắc nhọn buốt cả đầu óc. Vẻ tàn độc lóe lên trong mắt, cẩu mang chắp hai tay lại rồi ấn xuống. Một luồng sáng đen cuồn cuộn như thủy triều xông ra từ cơ thể y. Dãy núi bốn phía sôi trào rồi sụp đổ trong nháy mắt. Trường thương lao đến, một lần nữa đâm vỡ luồng sáng. Đồng tử cẩu mang rụt lại, đang định tháo chạy thì bị thương đâm xuyên tim. Phập. Một dòng máu tươi phọt ra. Cẩu mang nhìn An Lan Tú với vẻ khó tin tràn ngập ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng đã bay đến, tung cước vào yết hầu y. Dầm. Thủ cấp cẩu mang nát bét, thần hồn câu diệt. An Lan Tú rút cây thương ra, lạnh nhạt nhìn sang lệnh Việt đã ngây ra như phỗng. Sau đó biến mất. Tốc độ như sấm. Lệnh Việt biến sắc, vội vàng xoay người tháo chạy. Nhìn thấy cẩu mang bỏ mạng một cách dễ dàng dưới tay An Lan Tú như vậy, gã đã hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Phải trốn. Ả này kinh khủng quá. Bọn họ tìm sai người rồi. Nhưng gã vừa thò chân ra thì đã cảm nhận được trường thương lao đến vun vút từ sau lưng. Lệnh Việt hốt hoảng, vội vàng xoay người tung đấm. Cú đấm khiến thời không trước mặt gã lõm xuống, đồng thời kéo theo một luồng sức mạnh khổng lồ phủ lấy cây thương trong tay An Lan Tú. Vô lượng chi lực. Nhưng An Lan Tú dễ dàng vung thương đánh nát nó. Một khắc sau, cây thương thần tốc lao đến cắm vào bụng lệnh Việt. Phập. Lệnh Việt cứng đờ, nhìn An Lan Tú đầy khó tin, sao lại? Sao ngươi có thể phá giải vô lượng chi lực của ta? Nàng lạnh nhạt đáp, vì ta mạnh. Đoạn vung thương chém ngang. Xoẹt. Lệnh Việt lập tức thần hồn câu diệt. An Lan Tú quay đầu nhìn một cái bóng đen nơi xa, chính là tên thiên ma còn lại đang bỏ chạy. Nhưng ngay lúc định ra tay, đồng tử nàng chợt rụt lại như cảm nhận được gì. Khi nàng vừa xoay phát lại, đã thấy một bóng mờ xuất hiện trước mặt như bóng ma. Một bàn tay bất thình lình vươn ra chộp về phía cổ nàng ngay sau đó. An Lan Tú vung thương sang ngang đỡ đòn. Nàng bị bắn ngược về sau, bay đến tận một vùng vực sâu thời không vô danh. Bốn phía đen đặc sâu hun hút, tản ra sức mạnh thôn phệ vô cùng kinh khủng. An Lan Tú khẽ cau mày khi phát hiện sức mạnh này đang liên tục cắn xé thân thể và linh hồn mình. Nàng đang muốn thoát ra thì lại thấy cái bóng kia xuất hiện trước mặt. Đồng tử nàng co rụt lại, cây thương trong tay đâm về trước với khí thế của lôi đình. Nhưng chiêu thức khủng khiếp này lại bị hai ngón tay chặn đứng. Hai ngón tay duy nhất. Đồng tử An Lan Tú rụt lại, vẻ dữ tợn lóe lên trong mắt, xoay thương trở lại. Cái bóng bị đẩy đi hơn nghìn trượng. Ồ! Nó thốt lên đầy kinh ngạc, chỉ mới đến vĩnh bất hủ cảnh mà đã có sức mạnh ngần này sao?
An Lan Tú cầm thương trong tay phải, hai mắt nhìn chằm chằm cái bóng. Một khắc sau, nàng bước tới trước, ném thương ra. Véo! Sức mạnh trong cây thương xé nát vực sâu thời không thành một hình dạng kỳ lạ. Cái bóng mờ ở nơi xa chỉ chậm rãi nâng tay lên, gọi một lốc xoáy nhỏ màu đen xuất hiện, phản chất. Ầm! Khi trường thương lao đến, lốc xoáy chợt bành trướng như sắp nổ tung. Nhưng một khắc sau, cái bóng kia ấn tay đè xuống, chấn áp lốc xoáy. Đúng lúc này, An Lan Tú xuất hiện phía sau trường thương, vung chân đá mạnh vào thân thương. Ầm! Lốc xoáy đen bể tan thành khiến bóng mở phải lui lại hơn nghìn trượng. An Lan Tú lại bước lên đâm thương tới, tung ra một luồng sức mạnh khổng lồ đốt cháy cả vực sâu thời không. Quá mạnh! Cái bóng kia bỗng biến mất tại chỗ, tung cú đấm về phía nàng. Ầm! Trường thương run lên khiến An Lan Tú cau mày. Một khắc sau, nàng đã xuất hiện ở cách đó hơn nghìn trượng, nhưng khi vừa dừng lại thì một quyền ấn cũng ập đến. Thời không bốn phía thi nhau sụp đổ. Vực sâu thời không này đã không chịu được sức mạnh khủng khiếp trong cú đấm ấy nữa. An Lan Tú nhắm mắt lại, cây thương trong tay ù ù chấn động. Một khắc sau, nàng tung mình nhảy lên, đâm thương xuống. Ầm! Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, An Lan Tú và cái bóng kia đồng thời lùi lại. Tất cả những thứ khác thì ầm ầm sụp đổ. Hai người này quá mạnh. Đúng lúc này, An Lan Tú bỗng vươn tay về sau, vỗ mạnh một cái. Ầm! Vùng thời không vô tận sau lưng nàng sụp đổ, nhưng khi nàng dừng lại giữa không trung, cái bóng kia bỗng giẫm mạnh chân phải. Ầm! Sau đó nó cũng dừng lại, nhưng vùng thời không bị giẫm phải cũng đã hóa thành tro bụi. Nó ngẩng đầu nói với An Lan Tú, người khiến ta bất ngờ đấy. Nàng lạnh lùng bước tới trước, trường thương lập tức bắn ra như sấm giật. Cái bóng nheo mắt lại, thân hình chợt trở nên nhạt nhòa. Một khắc sau đã có vô số bóng mờ xuất hiện bốn phía, đồng thời tung đấm ra. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10.000 quyền ấn lao xuống chỗ An Lan Tú. Nàng vội vàng thu thương vung ngang. Thương mang ầm ầm nở rộ khiến đất trời tan vỡ trong nháy mắt. Xoẹt! Những cái bóng đều bị quét đi. Nhưng An Lan Tú cũng liên tục lui bước hơn vạn trượng mới dừng lại. Một dòng máu tươi rỉ ra từ khóe môi. Nhưng chiến ý trong mắt nàng càng dâng trào. Ở nơi xa, sắc mặt cái bóng đã trở nên khó xem. Nó hơn cô gái này hai cảnh giới, nhưng nàng lại có thể đánh với nó đến tận bây giờ, hơn nữa càng đánh càng mạnh. Yêu nghiệt vô cùng. Không thể để cho sống được. Nó đến từ linh ma tộc, mang nhiệm vụ giết chết những siêu yêu nghiệt và siêu thiên tài xuất hiện ở đại hoang gần đây. Bởi vì đó là những kẻ có thể trở thành kẻ thù của linh ma tộc. Cho dù chỉ là một khả năng cũng phải đề phòng. Cái bóng ngẩng đầu nhìn chân trời phía xa, sau đó bước tới trước, thả ra một luồng sức mạnh khổng lồ càn quét. An Lan Tú cau mày, vung thương đâm tới. Mũi thương lập lòe ánh sáng lạnh buốt. Ầm! Hai luồng sức mạnh va chạm khiến trời long đất lở, thời không chôn vùi. Quỳnh! Thương mang vụn vỡ, An Lan Tú không ngừng lui bước, nhưng cái bóng cũng phải lui lại hơn nghìn trượng. Đã vậy, khi dừng lại, nó phát hiện tay phải mình đã nứt toác, máu phun tung tóe. Sắc mặt nó xấu xí vô cùng. Đã hơn đối phương hai cảnh giới mà vẫn không làm gì được nàng. Từ khi nào mà đại hoang lại có một thiên tài kinh khủng nhường này? Nếu để nàng trưởng thành hơn, nó không dám nghĩ tiếp. Đúng lúc này, An Lan Tú chợt nhấc chân, chỉ với một bước đã xuất hiện trước mặt cái bóng. Nó cũng phản ứng thần tốc, bước tới tung đấm vào nàng. Ầm! Hai người lại cùng lui bước. Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Một cái bóng khác xuất hiện sau lưng An Lan Tú, sau đó là một con dao găm xẹt qua cổ nàng. Đồng tử An Lan Tú rụt lại, vội vàng xoay thương ra đỡ. Choeng! Một tia lửa phụt ra từ cây thương khiến cái bóng biến mất đầy quỷ dị. Sau đó, phía trên An Lan Tú chợt xuất hiện một pháp trận đỏ rực như máu, thò ra bốn sợi xích màu vàng trói chặt nàng lại. Cái bóng kia lại xuất hiện trước mặt nàng, đó là một cô gái cầm dao găm trong tay. Ả Linh Ma nhìn nàng, khóe môi nhếch lên đầy dữ tợn, còn ả đại hoang này, người tự tin mình mạnh lắm nhỉ. Nói xong, ả đâm con dao trong tay vào bụng An Lan Tú. Phập!
máu tươi túa ra. Nhưng khi ả muốn ra tay tiếp thì đã thấy một tia kiếm quang đỏ tươi bắn tới từ chân trời. Chính là Diệp Huyên. Ả Linh Ma nheo mắt lại, đang muốn tiếp tục thì cái bóng kia đã nói, A-Lan, dừng thôi. Chúng ta đã ở đây quá lâu, kinh động đến một vài cường giả đại hoang rồi. Về tộc. Ả Linh Ma A-Lan im lặng một hồi rồi vươn tay, ba tia sáng bao phủ lấy ả ta, An Lan Tú và cái bóng. Một khắc sau, ba người dần nhạt nhòa đi. Lúc này, Diệp Huyên đã xuất hiện, hai mắt đỏ ngầu như chứa cả biển máu. A-Lan khinh bỉ giễu cợt, có giỏi thì đến Linh Ma giới mà cứu. Sau đó cả ba biến mất. Diệp Huyên gầm lên, Lý Sinh. Hắn vừa dứt lời, Lý Sinh đã xuất hiện, thấy Diệp Huyên như một huyết nhân thì hốt hoảng không thôi. Chuyện gì thế này? Diệp Huyên nhìn hắn ta, cất giọng lạnh buốt không chút cảm xúc, Linh Ma giới ở đâu? Lý Sinh do dự, Diệp công tử hỏi làm gì? Linh Ma giới không phải nơi đơn giản, ở đó. Phập. Một thanh kiếm đâm vào đầu ông ta. Diệp Huyên vung tay chộp lấy cổ Lý Sinh, nhấc bổng hắn ta lên, gào thét như dã thú, ta hỏi ông nó ở đâu, không hỏi thứ khác, nghe thủng chưa? Trong chớp mắt, không gian trong chu vi triệu dặm trở thành biển máu ngập trời. Vô số cường giả đang say ngủ choàng tỉnh. Phong ma. Diệp Huyên lúc này đã gần như sắp phong ma. Nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế huyết mạch, giữ cho mình một chút tỉnh táo. Tiểu An. Đây là cô gái đầu tiên Diệp Huyên thích, hắn vẫn luôn cảm thấy mắc nợ nàng. Nợ nàng rất nhiều. Vừa rồi khi nhìn thấy ả Linh Ma tộc đâm dao vào bụng Tiểu An, tim hắn nhỏ máu. Khoảnh khắc đó, hắn hoảng sợ. Thực sự hoảng sợ. Những ngày tháng hắn ở bên Tiểu An rất ít, ít đến nỗi nhiều lúc dường như hắn còn quên mất sự tồn tại của nàng. Nhưng vừa rồi hắn lại sợ hãi. Hắn chưa bao giờ sợ hãi đến vậy. Nếu Tiểu An chết, khi lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, hắn cũng không hoảng loạn thế này, đó là nỗi sợ hãi từ tận sâu trong lòng. Rất nhiều lúc là như vậy, một số người bình thường như không có cảm giác tồn tại, người cũng không biết trân trọng. Nhưng một ngày nào đó nàng đột nhiên rời đi, lúc đó ngươi mới phát hiện lòng mình đau đến thế nào. Bao nhiêu người bỏ lỡ lúc ấy là bỏ lỡ cả một đời. Lý Sinh ở trước mặt Diệp Huyên lúc này lại càng thêm khiếp sợ, ông ta không dám nói thêm lời thừa thãi nào nữa, vội vàng lấy quyển trục truyền tống ra đưa cho Diệp Huyên, Diệp công tử, thứ này có thể truyền tống đến Linh Ma giới. Diệp Huyên lập tức quay lại rút thanh kiếm đã đâm vào giữa đầu mày Lý Sinh. Sau đó bóp nát quyển trục truyền tống kia. Truyền tống trận xuất hiện dưới chân Diệp Huyên, ngay sau đó người hắn bắt đầu trở nên mờ ảo. Lý Sinh do dự một lát rồi khuyên, Diệp công tử, ta biết cậu tức giận, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở cậu, Linh Ma giới không đơn giản đâu, năm xưa các chủ cũng không cho chúng ta đặt chân đến thế giới đó, lần này cậu đi e là có đi mà không có về mất. Cậu! Lúc này, Diệp Huyên đã hoàn toàn biến mất. Lý Sinh đứng đó im lặng. Diệp Huyên điên rồi. Sợ là sau lần này không còn gặp lại vị Diệp công tử này nữa. Bỗng nhiên Lý Sinh quay đầu, hơi nhíu mày, nhiều hơi thở mạnh quá, những cường giả đã ngủ say vô số năm sắp tỉnh lại rồi sao? Linh Ma giới. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên mở mắt, lúc này hắn đã ở trên một vùng đất bằng, bầu trời có màu đỏ thẫm, xung quanh có cảm giác áp chế khiến người ta rất khó chịu. Diệp Huyên liếc mắt nhìn xung quanh, ngay sau đó, hắn biến mất tại chỗ. Hắn đã cảm nhận được hơi thở của An Lan Tú. Đúng lúc này, một cường giả của Linh Ma tộc chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cường giả Linh Ma tộc ấy nhìn chằm chằm vào hắn, đang định lên tiếng thì bị một thanh kiếm đâm thẳng vào cổ họng. Phụt! Máu tươi bắn ra tung tóe. Diệp Huyên xuất hiện trước mặt cường giả Linh Ma tộc ấy, hắn rút kiếm ra rồi biến mất. Phụt. Đầu của cường giả Linh Ma tộc kia từ từ rơi xuống, máu phun ra. Không lâu sau, lại một cường giả Linh Ma tộc khác xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, kẻ đó hơi híp mắt nhìn hắn, đang định nói thì đã bị kiếm Thanh Huyên đã đâm vào trán. Phụt. Cường giả Linh Ma tộc đó trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, thế này. Hắn ta còn chưa nói xong thì đầu đã bay vọt lên trời. Diệp Huyên tiếp tục đứng trước cường giả Linh Ma tộc đó, hắn rút thanh trường kiếm ra,
ngay giây sau hắn lao về phía trước rồi biến mất ở cuối chân trời, mà đồng thời xung quanh cũng có vô số cái đầu đẫm máu bay lên. Đi đến đâu giết tới đó. Cứ như thế, Diệp Huyên điên cuồng truy tìm hơi thở của An Lan Tú ở phía xa, trên đường gặp ai là giết kẻ đó. Sự xuất hiện của Diệp Huyên cũng khiến toàn bộ linh ma tộc phải chấn động. Ở phía xa trên bầu trời, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên ập đến. Diệp Huyên ở dưới ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt là biển máu ngút trời, hắn đột nhiên biến mất, kiếm Thanh Huyên trong tay hóa thành kiếm quang màu đỏ máu rồi bay lên trời. Láo xược! Một tiếng quát tức giận đột nhiên vang vọng khắp bầu trời, đạo trích nơi nào lại dám tới xâm phạm linh ma giới của ta. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết đột nhiên vang lên trên bầu trời, sau đó một cái đầu đẫm máu chậm rãi rơi xuống. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên về lại trong tay, sau đó hắn biến mất ở nơi xa. Không lâu sau, Diệp Huyên đến một cổ thành cổ xưa, mà lúc này, hắn nhìn thấy rất nhiều cường giả của linh ma tộc trên cổ thành đó. Nhưng lại không thấy An Lan Tú và hai cường giả của linh ma tộc kia. Một người đàn ông linh ma trung niên ở trên cổ thành lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai mà lại dám xâm phạm linh ma giới của ta? Diệp Huyên không trả lời mà ngự kiếm bay lên, rút kiếm ra chém, một luồng kiếm khí màu đỏ chém thẳng từ trên trời xuống, lúc này cả đất trời lập tức bị xé toạc ra thành một cái hố khổng lồ. Con người của người đàn ông trung niên ở trên tường thành co rụt lại, ông ta mau chóng hô lên, trận. Dứt lời, một luồng sáng đen đột nhiên bay lên bầu trời, hóa thành một màn sáng cực lớn bao phủ toàn bộ thành. Lúc này, luồng kiếm khí màu đỏ ấy chém xuống. Ầm, bùm. Bức màn sáng khổng lồ vỡ tan, kiếm khí chém vào trong thành. Phụt. Tòa thành bị kiếm của Diệp Huyên chém làm đôi, kiếm khí chém xuống đất, sâu không thấy đáy. Thoáng chốc, vô số khí tức linh hồn bay lên trong thành. Đó là linh hồn đã chết. Một nhát kiếm này khiến cho ít nhất mười mấy vạn cường giả linh ma bị chém. Trên tường thành, các cường giả linh ma và người đàn ông trung niên đều đã choáng váng. Diệp Huyên ngự kiếm bay lên, con người của người đàn ông trung niên linh ma phía dưới chợt co rút, trong tích tắc, đầu của đám cường giả linh ma trên tường bay ra ngoài, còn Diệp Huyên thì đã bay vào trong thành. Nơi nào có kiếm quang lướt qua là nơi đó có đầu người bay lên. Kiếm quang vô tận, tà khí vô tận cùng với sát khí quét qua toàn bộ cổ thành, trong khoảnh khắc, vô số cường giả linh ma bị kiếm quang chém chết. Trong vòng chưa đầy 10 giây, cả tòa thành đã biến thành địa ngục. Ở cổng thành, Diệp Huyên chậm chậm đi về nơi xa, phía sau hắn đã không còn người nào sống sót. Vì một người, giết cả tòa thành. Diệp Huyên giờ phút này tuy chưa hoàn toàn hóa ma, nhưng đã gần như hoàn toàn hóa ma. Diệp Huyên cầm kiếm Thanh Huyên trong tay, chậm rãi đi đến nơi xa. Mỗi bước đi để lại một dấu chân đẫm máu. Chuyện Diệp Huyên đồ sát cả tòa thành nhanh chóng lan khắp linh ma giới. Toàn linh ma giới đều chấn động. Có người tấn công linh ma giới rồi. Thoáng chốc, vô số hơi thở mạnh mẽ bay lên từ ma thành, chủ thành của linh ma giới, sau đó bay về phía bầu trời. Diệp Huyên chợt dừng bước, ở nơi không xa trước mặt hắn có một ông lão của linh ma tộc. Cường giả siêu cấp trên vô lượng cảnh. Sau khi Diệp Huyên tàn sát cả một tòa thành đó, lãnh đạo cấp cao của linh ma tộc đã hiểu ra, cường giả vô lượng cảnh hoàn toàn không phải đối thủ của thiếu niên này. Vì thế để không phải hy sinh vô ích, họ đã phái cường giả trên vô lượng cảnh tới. Ông lão nhìn Diệp Huyên, đang định lên tiếng thì Diệp Huyên biến mất, ông ta hơi nheo mắt, hỗn xược. Dứt lời, ông ta vò tới tung một quyền về phía Diệp Huyên, vô số phù văn bí ẩn chợt xuất hiện từ bốn phía, trong phút chốc, đất trời xung quanh bị một lồng giam cực lớn vây quanh, sau đó từng lực lượng đáng sợ như thủy triều ập về phía Diệp Huyên. Một quyền giam cầm cả thiên địa. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, hắn vẫn chưa rút lại kiếm. Ầm. Một luồng kiếm quang màu đỏ máu nổ tung trong thế giới này, những phù văn kia thì lập tức hóa thành hư vô, đồng thời ông lão đó cũng lùi lại cả nghìn trượng, ông ta vừa dừng lại, không gian phía sau đã nổ tung, trở thành một vùng đen kịt. Ông lão nhìn Diệp Huyên phía xa, trong mắt hiện lên vẻ không tin được, sao ngươi có thể dễ dàng phá được đạo pháp của ta như vậy? Kiếm Thanh Huyên. Thật ra Diệp Huyên không sử dụng tuế nguyệt chi lực,
nhưng cho dù không dùng thì kiếm Thanh Huyền cũng không phải thứ mà đạo pháp tầm thường này có thể ngăn lại được. Giống như rồng, cho dù là rồng chết thì cũng không phải tồn tại mà kiến có thể khinh thường. Nếu hắn sử dụng tuế nguyệt chi lực thì đừng nói là đạo pháp tầm thường này, cho dù pháp tắc thời gian của người nắm giữ thời gian cũng có thể dễ dàng bị phá vỡ. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên biến mất, con người của ông lão ở nơi xa chợt co rút lại, ông ta không dám chơi những thứ không thiết thực nữa mà lập tức tiến tới, tung một quyền về phía Diệp Huyên. Sức mạnh thuần túy. Quyền này của ông lão giáng thẳng lên mũi kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên, ngay sau đó, đồng tử của ông ta co lại, trường kiếm lao thẳng tới đâm vào cánh tay của ông ta. Trong lòng ông lão kinh hãi, cơ thể run lên rồi lùi về sau, nhưng vẫn muộn, cánh tay của ông ta đã bị kiếm của Diệp Huyên chém rụng. Ông lão nhìn Diệp Huyên phía xa, trong mắt toàn là vẻ khiếp sợ, ngươi. Lúc này, Diệp Huyên chợt biến mất, phụt, một luồng kiếm quang màu máu vụt qua. Đến lúc này ông ta đã phát hiện ra vấn đề. Không phải Diệp Huyên quá mạnh, mà là kiếm trong tay hắn quá đáng sợ. Quá sắc bén. Ông lão cũng không dám nghĩ nhiều, vì Diệp Huyên đã lao tới trước mặt ông ta và chém xuống, khi ông ta đang định ra tay thì lúc này đồng tử co rụt lại. Không phải một kiếm, là ba kiếm. Một kiếm quá khứ, một kiếm tương lai, một kiếm hiện tại. Ba kiếm hợp nhất. Ông lão kinh hãi, không dám đỡ đòn bằng tay không nữa mà vội vàng tế tấm khiên khổng lồ màu đen như mực ra chắn trước người. Kiếm hạ xuống. Keng. Tấm khiên khổng lồ vỡ tan, giây tiếp theo, ông ta bị chém bay ra ngoài. Mà lần này cơ thể ông ta đã hoàn toàn tan nát, chỉ còn lại linh hồn. Ngay khi ông lão vừa dừng lại thì kiếm của Diệp Huyên lại tới một lần nữa, sắc mặt ông ta lúc này đã xám như tro tàn. Nhất kiếm định hồn. Kiếm Thanh Huyên đâm vào đầu mày của ông lão, khóa chặt linh hồn của ông ta. Ông ta đang định lên tiếng thì kiếm Thanh Huyên chợt rung lên, sau đó linh hồn của ông ta hoàn toàn bị hấp thu. Đã bị xóa sổ. Trong bóng tối, vô số cường giả linh ma đều khiếp sợ, đồng loạt lùi lại. Cường giả trên vô lượng cũng chết ư. Rốt cuộc thanh niên này là ai? Lúc này Diệp Huyên bỗng sửng sốt. Bởi hắn phát hiện hơi thở của Tiểu An đã biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Huyên chợt phẫn nộ hét lên như dã thú, đưa Tiểu An ra đây. Trong 3 giây, nếu lão tử không nhìn thấy Tiểu An thì lão tử sẽ tàn sát thế giới này. 1. Dứt lời, hắn chợt rút kiếm, kiếm Thanh Huyên phá không trung bay đi, đất trời trong phạm vi trăm vạn dặm đều bị tàn phá, sát ý và tà khí vô tận thoáng chốc quét qua cả linh ma giới. Sát ý. Sát ý ngút trời. Lúc này đây, vô số cường giả của linh ma giới đều thấy khiếp sợ. Sát ý của ai mà mạnh đến thế? 2. Giọng nói của Diệp Huyên lại vang lên. Giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc. Lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ phía chân trời, đây là linh ma giới, ai cho phép ngươi làm càn? Vừa dứt lời, không gian trên đỉnh đầu Diệp Huyên nứt ra, một khắc sau. Một thanh trụ khổng lồ cao chọc trời rơi thẳng xuống. Ầm. Thời không xung quanh Diệp Huyên lập tức sôi trào lên. Bên dưới, trong mắt Diệp Huyên ánh lên một tia tàn nhẫn, chốc sau, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đột nhiên biến mất. Ầm. Nơi chân trời, một luồng kiếm quang đỏ chót đột nhiên chém thẳng lên trên thanh trụ khổng lồ kia. Ầm ầm. Trong nháy mắt, thanh trụ khổng lồ ấy lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Kiếm Thanh Huyên tiến quân thần tốc, chém thẳng vào một vùng không gian nọ. Ầm. Đột nhiên, vùng không gian ấy nổ tung, một ông lão liên tục thối lui từ trong đó, khi lão vừa dừng lại thì đôi ngươi đã co rụt, lão ngẩng phất đầu lên, đang định ra tay thì đã có một thanh kiếm xuyên thủng qua hàng mày của lão. Cùng lúc đó, Diệp Huyên xuất hiện ở trước mặt lão. Diệp Huyên nắm chặt kiếm Thanh Huyên, khuôn mặt dữ tợn. Hắn từ từ dồn sức vào tay rồi lật ngang kiếm lại. Xoẹt. Giữa hàng mày của ông lão bị hắn xoay kiếm tạo thành một lỗ thủng lớn đỏ om. Mà ông lão kia không nhúc nhích gì được. Bởi vì kiếm Thanh Huyên đã chân áp lão. Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên kéo đến từ phía sau Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm Thanh Huyên ra rồi xoay người chém xuống. Ầm. Một mảnh kiếm quang nổ ra.
lại có một bóng người bị đánh lùi, có điều lần này Diệp Huyên cũng bị chấn lùi hơn trăm trượng, mà khi hắn vừa dừng lại, kiếm Thanh Huyên trong tay đã biến mất. Trảm tương lai. Phía xa, người đánh với Diệp Huyên là một người đàn ông trung niên, khi gã thấy kiếm trong tay Diệp Huyên biến mất thì nhíu mày lại, một khắc sau, trong mắt gã co rụt lại, hai tay đột nhiên vung ngang lên. Ầm. Kiếm quang vỡ vụn, người đàn ông trung niên lập tức bị chém bay ra xa mấy nghìn trượng. Khi người đàn ông trung niên dừng lại, kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên đã cắm vào trong linh hồn của gã, và sau đó nó cũng đang bị kiếm Thanh Huyên nhanh chóng hấp thụ. Thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông trung niên sầm xuống. Người đàn ông trung niên đang định nói chuyện thì Diệp Huyên ở phía xa lại bỗng tung một chiêu kiếm nữa. Xoẹt! Tiếng kiếm khí xé rách không trung vang lên. Trong mắt của người đàn ông trung niên co rụt lại, hai tay gã hợp lại làm phép, một chiếc khiên lớn lập tức xuất hiện chắn trước mặt gã. Ầm! Chiếc khiên nhanh chóng vỡ vụn, người đàn ông trung niên lại bị chém bay. Khi gã dừng lại được thì thân thể đã vỡ tan. Người đàn ông trung niên thấy hoảng hốt trong lòng, vội gào lên, tên này quá khủng bố, mau đến nam giới mời đại linh ma tổ đi. Mời đại linh ma tổ. Nghe người đàn ông trung niên nói thế, một vài cường giả linh ma tộc ở đây đều biến sắc. Người đàn ông trung niên này là cường giả lượng biến cảnh đỉnh cao. Lượng biến cảnh cao hơn vô lượng cảnh. Vậy mà cũng không phải đối thủ của thanh niên này. Phía xa, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Trong mắt của người đàn ông trung niên co rụt lại, gã lập tức xoay người bỏ chạy, tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt đã biến mất ở phía cuối chân trời. Diệp Huyên không đuổi theo gã mà là bay thẳng đến chỗ những cường giả linh ma tộc ở xung quanh. Thấy thế, nhóm cường giả linh ma tộc đều biến sắc, ngay cả tiền bối lượng biến cảnh đỉnh cao cũng không phải đối thủ của tên này thì sao bọn họ đánh thắng được. Lập tức, có một vài cường giả linh ma tộc đã xoay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ của bọn họ làm sao so được với Diệp Huyên? Kiếm Thanh Huyên xé ngang không trung, trong nháy mắt, mấy nghìn cái đầu đã bị cắt văng ra ngoài, trông vô cùng máu tanh. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ, ta cảm nhận được khí tức của Tiểu An Tiểu Chủ mẫu rồi, đi về bên phải đi. Nghe vậy, Diệp Huyên đột nhiên ngừng lại, một khắc sau, hắn xoay người ngự kiếm bay đi, chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời. Ở sâu trong tinh không, người đàn ông trung niên kia đột nhiên dừng lại, khi thấy phương hướng Diệp Huyên đi, sắc mặt của gã lập tức tái lại, sau đó hét lên, ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Nhưng không có ai ra tay cả. Tất cả cường giả linh ma tộc đều nhìn về phía người đàn ông trung niên. Ai dám đi ngăn cản? Mẹ kiếp! Chán sống rồi à? Sắc mặt người đàn ông trung niên vô cùng khó coi, gã do dự một chút rồi nói. Nếu để hắn phá hủy trận pháp kia, chúng ta sẽ chết hết. Nói xong, gã đã vọt tới chỗ Diệp Huyên ở phía xa. Nửa khắc sau, Diệp Huyên đã đi đến trước một tòa thành cũ, tòa thành này cực kỳ quỷ dị, cả thành bị bao phủ trong từng đám mây đen u tối. Tiểu Tháp trầm giọng nói, Tiểu Chủ, là ở trong đó. Diệp Huyên nhìn tòa thành cũ này một lúc, chợt, có một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông lão nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi là ai? Diệp Huyên đột nhiên bước lên trước, chém xuống một kiếm. Ông lão híp mắt lại, lão lật tay ra, một thiết côn màu đen tuyền xuất hiện trong tay lão, tích tắc sau, lão đã vung côn về phía trước. Ầm. Không gian phía trước đầu côn lập tức bị lõm vào, hình thành một vòng xoáy khổng lồ rất quỷ dị. Mà lúc này, kiếm của Diệp Huyên cũng đã chém đến. Ầm. Vòng xoáy kia liền bị phá vụn, khắc sau, thanh thiết côn kia cũng bị chấn nát. Trong mắt ông lão co rụt lại, lúc này, một thanh kiếm đã chĩa thẳng vào giữa hàng mày của lão. Ông lão đột nhiên giẫm chân phải một cái, lão bay lên rồi lại nện một quyền xuống. Ầm, kiếm quang liền bị ép dừng, thế nhưng toàn bộ cánh tay của lão cũng đã vỡ nát. Ông lão đơ người. Lão nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, run giọng nói, ngươi. Đó là thứ gì? Sao lại kinh khủng như thế? Diệp Huyên ở đằng xa không hề phí lời, hắn hóa thành một luồng kiếm quang đỏ ngầu rồi biến mất. Sắc mặt ông lão đột nhiên thay đổi, trở lại đây. Lão vừa nói xong thì cũng biến mất tại chỗ một cách quỷ dị, một khắc sau, không gian bốn phía chợt nứt ra, ngay sau đó,
từng luồng hắc quang đột nhiên cuồn cuộn tràn ra như sông đổ về biển. Lúc này, Diệp Huyên cầm kiếm quét ngang một đường. Ầm. Những hắc quang kia lập tức bị tiêu diệt, không gian nhanh chóng khôi phục lại như thường. Cùng lúc đó, ông lão kia cũng đã bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chém lùi thẳng về đến tường thành, ông lão vừa chạm lưng vào bức tường thì tòa thành kia lập tức rung lên, nhưng không hề sụp đổ. Kiếm Thanh Huyên, phá tất cả pháp. Ở nơi xa, ông lão vừa bị đánh bay vào tường đã hoàn toàn bối rối. Lão bị đánh như con. Lão đường đường là cường giả lượng biến cảnh đỉnh cao, vậy mà lại bị một thanh niên đánh như con. Vô cùng nhục nhã. Ông lão ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, vừa ngẩng lên là tròng mắt lão đã co rụt lại, một thanh kiếm đã im hơi lặng tiếng đâm xuyên qua cuồng họng, ghim chặt lão ở trên tường thành. Diệp Huyên không ra tay tiếp mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên tường thành, ở trên đó hắn thấy có hai người, một người đàn ông trung niên và một cô gái. Chính là hai người lúc trước bắt An Lan Tú đi. Trên tường thành, Ả Linh Ma A Lan nhìn Diệp Huyên, ánh mắt lạnh lùng. Ả không ngờ rằng Diệp Huyên lại đuổi đến tận Linh Ma giới thật, mà Ả càng không ngờ là thực lực của đối phương lại kinh khủng đến thế. Diệp Huyên mở tay ra, kiếm Thanh Huyên ở đằng xa lập tức hấp thu linh hồn của ông lão kia rồi trở về lại tay hắn. Hắn cầm kiếm chĩa vào A Lan ở trên tường thành, hôm nay, ta sẽ diệt thập tộc của ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất. Mà trong nháy mắt hắn biến mất đó, tiểu tháp đã lặng lẽ bay vào trong thành. A Lan đứng trên tường thành híp mắt lại, nơi này là linh ma giới, không phải đại hoang. Dứt lời, Ả biến mất một cách rất quỷ dị, ngay sau đó, ở cuống họng Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một tia sáng sắc lạnh. Tốc độ đó còn nhanh hơn cả Diệp Huyên. Nhưng A Lan không ngờ rằng Diệp Huyên lại không hề né đi, hắn để mặc Ả cứa dao găm vào cuống họng của mình, nhưng một khắc sau, trong mắt của A Lan co rụt lại. Ngay sau đó, một tia kiếm quang đã nổ tung ngay sau gáy của Ả. Trong chớp mắt, A Lan đã bị chém bay về lại tường thành. A Lan vừa dừng lại thì ở trên đầu Ả, có một miếng vảy đã bị đánh nát vụn. A Lan ngớ người. Vỡ vụn. Miếng vảy này được lấy từ thần yêu mạnh nhất trong các loại yêu thú linh ma đấy. Nó vô cùng cứng rắn, ngay cả cường giả vô lượng cảnh cũng không thể làm gì được nó. Vậy mà bây giờ nó lại bị một chiêu kiếm chém nát. Như nghĩ đến điều gì đó, A Lan nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, sắc mặt của Ả vô cùng khó coi, kiếm. Là do thanh kiếm đó. Người đàn ông trung niên ở bên cạnh Ả trầm giọng nói, A Lan, đến Ma Thành đi. A Lan nhìn chằm chằm vào một thân đỏ như máu của Diệp Huyên, ta không sợ hắn. Ta muốn giết chết hắn. Người đàn ông trung niên cả giận nói, A Lan, ngươi chưa hiểu rõ tình hình à. Người này cộng thêm kiếm. Thực lực đã vượt xa lượng biến cảnh. Còn nữa, không thể để hắn ra tay ở đây, nếu trận pháp nơi này bị phá vỡ thì ta và ngươi sẽ gánh tội chết đấy. A Lan còn định nói gì đó thì Diệp Huyên ở phía xa đã bỗng biến mất, trong mắt A Lan co rụt lại, Ả nhanh chóng nắm chặt con dao găm trong tay rồi vạch về phía trước một đường. Xoẹt! Thời không trước mặt Ả bị con dao vạch nát, lưỡi dao cũng chém thẳng vào thân kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên. Răng rắc. Một tiếng gãy vỡ vang lên lanh lảnh, con dao găm của A Lan bị chấn vỡ, Ả thì bị chiêu kiếm của Diệp Huyên đánh bay ra xa mấy nghìn trượng. A Lan vừa dừng lại đã tràn ngập vẻ khó tin trong mắt, sao có thể? Dao găm của ta là được linh thần sư tự tay chế tạo ra, sao có thể bị gãy được? Đúng lúc này, người đàn ông trung niên gào lên, cẩn thận. Ông ta vừa nói xong, một thanh kiếm đã xuất hiện trước mặt A Lan. Trong mắt A Lan đột nhiên co rụt lại, Ả xòe tay ra, một chiếc tiểu ấn nhỏ màu đen lập tức chắn trước người, bên trong tiểu ấn vang vọng một tiếng yêu thú gầm gừ dữ dội. Chấn động đất trời. Ầm. Kiếm Thanh Huyên bị tiếng gầm đó ép dừng lại, nhưng một khắc sau, một tia kiếm quang màu đỏ máu chợt bộc phát, tiểu ấn kia lập tức nổ bể, thanh kiếm thuận thế lao đến chém thẳng vào người A Lan. A Lan trợn trừng mắt, lúc này đây. Rốt cuộc trên mặt Ả đã xuất hiện vẻ sợ hãi. Đánh không lại. Bấy giờ Ả mới hiểu được điều này. Tại sao tên trước mặt lại mạnh đến vậy? Nhìn chiêu kiếm đang ngày càng tiến đến gần mình, trên mặt A Lan là vẻ sợ hãi tột độ, hãi hùng đến mức rùng mình. Một khắc sau, kiếm của Diệp Huyên đã chĩa thẳng vào hàng mày của Ả. Đúng lúc này,
một hơi thở cực kỳ khủng bố đột nhiên kéo đến từ phía sau Diệp Huyên, cùng lúc đó, một tiếng giống giận dữ vang vọng ở sau lưng hắn, rác rưởi, con gái của lão phu mà dùng sợi tóc nào, lão phu sẽ ăn cả tộc nhà ngươi. A Lan gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, cha ta chính là lão tổ linh ma Nam Sơn, ngươi dám làm ta bị. Diệp Huyên đột nhiên thu kiếm lại, một khắc sau, hắn nắm lấy tóc A Lan rồi giật thẳng lên. Phụt! Chiếc đầu xinh đẹp hoàn mỹ của A Lan bị hắn giật đứt tại chỗ. Vô cùng đẫm máu. Chấm chấm chấm. Ngươi dám, lão phu sẽ khiến ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Lão tổ linh ma đột nhiên gào lên, một khắc sau, lão vọt nhanh về phía trước khiến cho mảnh thời không nơi đây lập tức biến thành một vực sâu khổng lồ. Sức mạnh quá mức khủng bố. Khi thấy ông lão kia vọt tới, khuôn mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn, hắn đột nhiên giẫm chân phải một cái, cả người lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến mất tại chỗ. Xoẹt. Vực sâu thời không u ám ở xung quanh liền bị chiêu kiếm của Diệp Huyên bổ đôi. Lúc này, lão tổ linh ma đã nện thẳng nắm đấm lên trên kiếm thanh huyên của Diệp Huyên. Ầm. Một mảnh kiếm quang màu máu vỡ vụn, Diệp Huyên lập tức bị cú đấm này chấn bay ra ngoài chân trời, khi hắn vừa dừng lại thì vùng thời không sau lưng lập tức hóa thành hư vô, sức mạnh to lớn ấy đang không ngừng hủy diệt tất cả. Mà lão tổ linh ma lại chuẩn bị ra tay tiếp. Nhưng lão kinh hãi phát hiện tay phải của mình đã nứt toác, máu tươi không ngừng tuôn ra. Lão tổ linh ma cả kinh trong lòng, lão ngẩng đầu nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên, sắc mặt cực kỳ khó coi, thần khí. Phía xa, Diệp Huyên cầm kiếm dựng thẳng ở trước mặt, khí tức khủng bố lập tức tỏa ra quanh hắn như thủy triều cuộn trào. Huyết mạch phong ma. Hắn giờ phút này dù chưa hoàn toàn phong ma, nhưng huyết mạch chi lực vẫn đang không ngừng cung cấp thêm sức mạnh cho hắn. Hơn nữa, sát ý cùng lệ khí của hắn cũng ngày càng nồng đậm hơn. Lúc này, lão tổ linh ma đột nhiên nhìn xác chết A Lan ở cách Diệp Huyên không xa, thân thể và đầu của ả đã tách lìa nhau ra. Linh hồn cũng đã bị Diệp Huyên nhẫn tâm xóa sổ. Không còn cơ hội nào tái sinh được nữa. Thấy cảnh đó, sắc mặt lão tổ linh ma lập tức trở nên vặn vẹo, lão phu sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Nói xong, lão đột nhiên nhảy người lên bay đến trên đỉnh đầu Diệp Huyên, một khắc sau, thân thể của lão lộn ngược lại rồi tung trưởng thẳng xuống, sức mạnh của một trưởng này khiến toàn bộ thời không mấy vạn dặm xung quanh phải lõ vào thành một vòng xoáy đen cực lớn. Sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong một trưởng này đủ khiến toàn bộ đất trời này vỡ nát. Ở phía dưới, Diệp Huyên ngẩng đầu lên, trong mắt hắn ánh lên một tia lệ khí, tay hắn bỗng buông lỏng, kiếm thanh huyên hóa thành một luồng kiếm quang phỏng thẳng lên trời. Vèo. Một tiếng kiếm reo vang toàn bộ linh ma giới. Kiếm thanh huyên chém vào trong vòng xoáy màu đen đã bị lõm xuống kia, im lặng trong chốc lát. Một vùng kiếm quang đột nhiên nổ tung ra từ trong vòng xoáy đen này, bốn phía đất trời rung lên kịch liệt, sau đó rạn nứt thành hình mạng nhện. Phía chân trời, vẻ mặt lão tổ linh ma trở nên dữ tợn, lão vọt thẳng đến trước mặt Diệp Huyên, tung quyền nhằm thẳng vào đầu hắn, như thể muốn nghiền nát Diệp Huyên ra cho hả dạ. Diệp Huyên không cam lòng yếu thế, hắn không tránh không né, mà là rút kiếm ra chém về phía trước. Ba kiếm hợp nhất. Một vùng kiếm quang bùng lên, một khắc sau, ông lão kia đã bị đẩy lùi thẳng ra ngoài hơn nghìn trượng, mà khi lão vừa dừng lại thì lại có một kiếm quang khác chém đến. Ông lão đột nhiên gào lên, lão hợp hai tay lại làm thành thủ ấn, một mảnh hắc quang tuôn ra, trong nháy mắt đó. Đất trời bốn phía liền tối sầm lại như đêm đen đã kéo tới. Kiếm quang bị luồng sức mạnh khổng lồ kia phá diệt. Mà lúc này, Diệp Huyên đã lùi ra ngoài hơn nghìn trượng. Lão tổ linh ma nhìn về phía Diệp Huyên đang đứng, lúc này đây, trong mắt lão đã có thêm phần nghiêm nghị. Kiếm tu. Từ khi nào đại hoang lại có một vị kiếm tu siêu cấp đến thế? Tại sao lão trước nay chưa từng nghe tên? Ở nơi xa, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, kiếm thanh huyên trong tay hắn rung lên dữ dội, thoáng chốc, trong mắt lão tổ linh ma ở phía xa chợt co rụt lại, chạm quá khứ. Lão vừa nói xong thì thân thể đã trở nên hư huyễn. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ra tay. Chạm hiện tại. Ra tay cùng lúc. Trong mắt lão tổ linh ma co rụt lại, lão vội vàng xòe tay phải ra, sau đó ép xuống phía dưới một chút.
Lập tức, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên bao trùm khắp người lão ta. Vô lượng chi lực. Có điều đây là vô lượng chi lực đã biến chất. Kiếm của Diệp Huyên vừa đến thì đã bị cỗ sức mạnh kinh khủng kia chấn áp lại, thế nhưng chỉ một khắc sau, kiếm Thanh Huyên đã xuyên thủng và phá tan luồng sức mạnh ấy. Kiếm lao thẳng tiếp một đường, chém vào người lão tổ linh ma. Trong mắt lão tổ linh ma rụt lại, lão vội vàng đan hai tay vào nhau cản lại. Lão tổ linh ma lập tức bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chém lùi đến mấy nghìn trượng. Diệp Huyên đang định ra tay tiếp thì chợt, một tàn ảnh bỗng vọt đến từ phía bên phải hắn. Diệp Huyên lập tức xoay người chém một kiếm ra. Một luồng kiếm quang xé rách đất trời. Xoẹt. Tàn ảnh kia liền bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chém lùi lại liên tục. Là một gã linh ma trung niên mặc áo bào đen. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt ngập tràn vẻ nghiêm nghị, rốt cuộc ngươi là ai? Thật ra lúc này ông ta cũng thấy hơi mơ hồ. Kiếm tu trước mắt này từ đâu đến? Đại hoang đến báo thù. Nhưng theo ông ta biết, hiện nay bên trong đại hoang không có kiếm tu nào mạnh như vậy cả. Quan tâm hắn là ai làm gì? Lúc này, lão tổ linh ma ở bên cạnh gần giọng nói, người này đến linh ma giới tàn sát người của linh ma tộc, đồng thời còn giết con gái của lão phu muốn nó sống không được, chết không xong. Dứt lời, lão đột nhiên chậm rãi bay lên cao rồi chắp tay lại trước ngực, một khắc sau, lão nhắm hai mắt lại, ma lâm. Thân thể của lão tổ linh ma rung lên dữ dội, một khắc sau, một cái đầu lâu to lớn xuất hiện ở phía sau lão, dưới đầu lâu là một cơ thể khổng lồ. Ma lâm. Thuật thần thông chí cao vô thượng. Theo sự xuất hiện của ma lâm, trong chớp mắt, một luồng uy thế kinh khủng ập xuống như trời giáng, khiến toàn bộ thiên địa phải rung lên. Vô số cường giả linh ma tộc dồn đập thối lui, không dám đứng ở đây nữa. Bởi vì luồng khí tức kia thật sự quá kinh khủng. Chỉ mới là khí tức thôi cũng đủ để nghiền nát đất trời này rồi. Phía xa, Diệp Huyên cầm kiếm bằng tay phải, vẻ mặt rất bình tĩnh. Lúc này, lão tổ linh ma đột nhiên giận dữ chỉ về phía Diệp Huyên, đồ sâu bọ, nhận lấy cái chết đi. Vừa dứt lời, hư tượng phía sau lão đột nhiên dựng thẳng bàn tay phải lên, sau đó vung xuống chỗ Diệp Huyên, vùng thế giới xung quanh bị một chưởng này khuấy động, rồi dần dần bốc cháy. Thế giới này căn bản không chịu nổi uy lực của một chiêu này. Đối diện với cú chưởng này, Diệp Huyên chỉ tựa một con thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa biển rộng sóng lớn, thật sự nhỏ nhoi như run rế. Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh, khi chưởng kia chưa hoàn toàn hạ xuống, hắn đột nhiên gảy ngón tay cái một cái. Xoẹt! Kiếm Thanh Huyên bỗng bay vút ra, ngay sau đó một luồng kiếm quang đỏ như máu cắt ngang chân trời, chém thẳng lên chiêu chưởng. Trong nháy mắt, cú chưởng khổng lồ che lấp bầu trời kia nứt toác tựa miếng đậu hủ nát, không chỉ thế, hư tượng to lớn kia cũng lập tức bị tiêu diệt. Lão tổ linh ma ở phía dưới hư tượng cũng bị chiêu kiếm này chém lùi về sau mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, lão tổ linh ma thấy bối rối không thôi. Lão tổ linh ma nhìn về phía Diệp Huyên, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin chuyện này. Làm sao có thể? Thần thông ma lâm của lão bị phá giải đơn giản như thế. Sao có thể có chuyện đó được? Lúc này, người đàn ông trung niên ở phía xa bỗng trầm giọng nói, là do thanh kiếm trong tay hắn. Nghe vậy, lão tổ linh ma nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này lão cũng đã phát hiện ra điểm cốt yếu là do thanh kiếm kia. Phía xa xa, người đàn ông trung niên đột nhiên quay đầu nhìn tên linh ma cùng một bọn bắt cóc An Lan Tú với A Lan. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm gã ta, Mặc Sâm, đã xảy ra chuyện gì? Gã linh ma tên Mặc Sâm do dự một chốc rồi kể lại đầu đuôi sự việc một lần. Sau khi nghe xong, sắc mặt người đàn ông trung niên sầm xuống, cô gái kia giờ đang ở đâu? Mặc Sâm đáp, hiến tế thập điện ma vương. Nghe vậy, vẻ mặt của người đàn ông trung niên lập tức trở nên khó coi ngay, ông ta quay đầu nhìn vào trong thành, nhưng nghĩ đến gì đó, ông ta lại quay sang nhìn Diệp Huyên, khi thấy hắn đứng bất động, trong lòng ông ta đột nhiên dâng lên một nỗi bất an, có gì đó không đúng. Người đâu, lập tức triệu tập tất cả cường giả đến đây. Mặc Sâm cả kinh trong lòng,
gã vội vàng lấy một lá bùa ra rồi bóp nát, một khắc sau, toàn bộ cường giả linh ma giới đều đổ xô về hướng này. Người đàn ông trung niên nhìn phía Diệp Huyên, xuất trận, không được để bất kỳ ai đến gần Lâm Thành. Lâm Thành. Đây là cấm địa hiện tại của linh ma tộc. Bởi vì ở trong này có cường giả đỉnh cao của linh ma tộc đang ngủ say, những cường giả này đều là do bị thương nặng trong trận địa chiến năm xưa với Đại Hoang, nên đang trong quá trình tu dưỡng lại. Tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Trong thời gian ngắn ngủi, trên bầu trời Lâm Thành đã có mấy nghìn cường giả linh ma tộc tụ tập lại, không chỉ thế, xung quanh Lâm Thành còn có mấy chục đại trận thần bí. Vững như tường đồng vách sắt. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên ở phía xa, nỗi bất an trong lòng ngày càng trở nên mãnh liệt, hắn đang đợi gì đó. Ở nơi xa, lão tổ linh ma gần giọng nói, Dạ Phong thành chủ, ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau hạ lệnh giết chết tên này. Dạ Phong cả giận nói, giết được sao? Không phải là ông ta không muốn giết, mà là với thực lực hiện tại của bọn họ căn bản không giết được thanh niên trước mắt này, thực lực của Diệp Huyên quá mức kinh khủng. Sắc mặt lão tổ linh ma lạnh tanh, vậy ngươi đang đợi cái gì? Dạ Phong lạnh lùng tiếc lão tổ linh ma, sau đó xoay người nhìn Diệp Huyên, các hạ, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyên vẫn đang đứng yên không nhúc nhích gì đột nhiên quay phát đầu nhìn vào trong Lâm Thành. Một khắc sau, giọng nói của tiểu tháp bỗng vang lên trong đầu hắn, tiểu chủ, ta tìm được tiểu an tiểu chủ mẫu rồi. Tình huống hiện tại của nàng rất nguy hiểm, ngươi mau tới đây đi. Giọng nói của tiểu tháp đang run rẩy. Tiểu An. Nghe vậy, cơ thể Diệp Huyên hơi rung lên, tích tắc sau, hắn đã hóa thành một luồng kiếm quang phóng đến Lâm Thành. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Dạ Phong bỗng biến sắc, ngăn hắn lại. Dứt lời, vô số cường giả linh ma tộc đột nhiên vò tới chỗ Diệp Huyên. Diệp Huyên chợt xoay người chém ngang một kiếm. Xoẹt. Trong nháy mắt, mấy chục cáu đầu bay lên trời. Mà lúc này, trận pháp ở Lâm Thành đột nhiên khởi động, giây lát sau, mấy chục cột sáng bắn mạnh đến chỗ Diệp Huyên. Ở bên dưới, trong mắt Diệp Huyên lóe lên một tia dữ tợn, hắn thả người nhảy lên rồi vung kiếm xuống. Ầm. Mấy chục cột sáng bị hắn chém vỡ. Mà lúc này, Dạ Phong đã lao tới trước mặt Diệp Huyên, vẻ mặt ông ta rất dữ tợn, tay phải nắm chặt thành quyền rồi tung thẳng vào mặt Diệp Huyên. Lúc này, giọng nói của tiểu tháp lại lần nữa vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu chủ, người. Người mau tới đây, mẹ kiếp, người nhanh đến đây đi. Giọng nói run rẩy, còn đan xen sự sợ hãi. Nghe thấy tiếng tiểu tháp, Diệp Huyên lại luống cuống. Giờ phút này, hắn bất chấp tất cả. Diệp Huyên đột nhiên lao về phía Lâm Thành kia, Dạ Phong lập tức biến sắc, lại chắn trước mặt Diệp Huyên lần nữa, ông ta đang định ra tay, đúng lúc này. Một thanh kiếm xuyên thẳng vào giữa hai chân mày ông ta. Kiếm Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên đã được thúc dục tuế nguyệt chi lực. Một kiếm giết cường giả lượng biến cảnh trong nháy mắt. Ngay sau đó, tất cả trận pháp trên bầu trời Lâm Thành đều bị chém vỡ bởi một kiếm này. Cả tường thành giờ phút này cũng đã tan thành mây khói, mà Diệp Huyên đã xông vào trong thành. Phía sau, đám người linh ma lão tổ kia hóa đá tại chỗ. Giết trong nháy mắt. Dạ Phong bị giết trong nháy mắt. Linh ma lão tổ đầu óc trống rỗng, dường như nghĩ đến điều gì, người lão khẽ run lên, vội vàng lao về phía Lâm Thành ở xa xa. Xa xa trong thành, Diệp Huyên dừng lại, lúc này, hắn đang ở trước một tế đàn, ở chỗ tế đàn kia, hắn đã nhìn thấy An Lan Tú, giờ phút này, An Lan Tú đang nằm trên tế đàn, sắc mặt tái nhợt, linh hồn suy yếu đến gần như không còn. Tiểu tháp vội vàng nói, tiểu chủ. Linh hồn của tiểu an tiểu chủ mẫu bị trận pháp thần bí trói buộc, đối phương vẫn luôn hấp thu linh hồn của nàng, mau. Mau để tiểu hồn. Lúc này, kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên đột nhiên biến mất, ngay sau đó, kiếm Thanh Huyên xuất hiện ở trước giữa lông mày An Lan Tú. Kiếm Thanh Huyên biến mất vào trong cơ thể An Lan Tú, một lực lượng thần bí mạnh mẽ lập tức bị chặt đứt, xa xa, tế đàn khẽ rung lên, một hơi thở đáng sợ tràn ra từ trong đó. Tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, ta đã trấn giữ được linh hồn của tiểu an tiểu chủ mẫu, nhưng hiện tại nàng rất yếu. Cần điều dưỡng. Diệp Huyên chậm rãi đến bên cạnh An Lan Tú, nàng ta từ từ mở mắt, khi nhìn thấy Diệp Huyên, nàng ta hơi ngẩn người, sau đó nhẹ giọng nói, đến rồi. Diệp Huyên từ từ ngồi xuống,
Hắn nắm lấy tay An Lan Tú, dịu dàng nói, thật xin lỗi, ta đến chậm rồi. An Lan Tú khẽ lắc đầu, liên lụy huynh rồi. Diệp Huyên lắc đầu, đừng khách sáo như thế. An Lan Tú nao nao, nàng nhìn Diệp Huyên, nhìn Diệp Huyên toàn thân giống như một người máu, trong lòng nàng đột nhiên phức tạp. Hắn vẫn quan tâm mình. Lúc này, Linh Ma Lão Tổ đột nhiên dẫn theo một đám cường giả Linh Ma giới xuất hiện ở xa xa phía sau Diệp Huyên. Linh Ma Lão Tổ nhìn thấy Diệp Huyên, trong mắt có một tia kiêng dè. Thực lực của Diệp Huyên có chút vượt ngoài dự liệu của Lão. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, trị thương trước đã. An Lan Tú khẽ gật đầu, được. Diệp Huyên đưa An Lan Tú vào trong tiểu tháp vội vàng lấy hết những thiên tài địa bảo của Diệp Huyên ra, còn cả đan dược lúc trước Dương Niệm Tuyết để lại cho Diệp Huyên cũng đem ra. Trước tế đàn, Diệp Huyên xoay người, hắn nhìn về phía Linh Ma Lão Tổ kia, nàng đã làm gì sai? Linh Ma Lão Tổ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, được Linh Ma tộc ta ăn là niềm vinh hạnh của nàng. Diệp Huyên khẽ gật đầu, Linh Ma tộc, ta hiểu rồi. Vừa dứt lời, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Hoàn toàn tiến vào phong ma. Giờ phút này, hơi thở của Diệp Huyên tăng vọt trong nháy mắt. Sát ý và tà khí vô tận thổi quét cả lâm thành. Xa xa, đồng tử mắt của Linh Ma Lão Tổ co rụt lại, giờ phút này, lão ngửi thấy mùi chết chóc. Một kiếm này, bản thân không đỡ được. Chết! Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Linh Ma Lão Tổ. Nhưng, lão không ngồi chờ chết, nắm chặt tay phải, dồn hết toàn lực đánh mạnh một quyền về phía Diệp Huyên. Một quyền này đánh thẳng lên kiếm thanh huyên của Diệp Huyên. Cứng rắn đối đầu. Suy! Kiếm thanh huyên của Diệp Huyên đâm thủng tay phải của Linh Ma Lão Tổ mà không hề có sức cản nào, sau đó thuận theo cánh tay đâm vào ngực lão. Cơ thể Linh Ma Lão Tổ run lên dữ dội, linh hồn nhanh chóng biến mất. Linh Ma Lão Tổ nhìn Diệp Huyên gần trong gang tấc, có hơi ngỡ ngàng. Ngươi! Diệp Huyên cầm kiếm chém một nhát. Suy! Đầu của Linh Ma Lão Tổ lập tức bay ra ngoài. Ngay sau đó, kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên liền bay đi, trong phút chốc, các cường giả Linh Ma tộc liên tiếp từng người một bị chém lìa đầu. Giết trong nháy mắt. Trong thời gian ngắn, các cường giả Linh Ma tộc ở đây đều bị chém giết. Hơn nữa, toàn bộ đều là giết trong nháy mắt. Không ai có thể tiếp một kiếm của Diệp Huyên. Nhưng mà, Diệp Huyên vẫn chưa dừng tay, hắn đột nhiên tung người vượt qua, đi vào trong tinh không, ngay sau đó, khóe miệng hắn nhếch lên dữ tợn, tay phải cầm kiếm quật mạnh xuống phía dưới. Suy! Kiếm thanh huyên giống như một ngôi sao băng mang theo huyết mạch bắn xuống từ trên tinh không, trong nháy mắt, cả tinh không lập tức sục sôi và bùng cháy. Mai táng Linh Ma giới. Phía dưới, một vài cường giả Linh Ma tộc trốn trong bóng tối, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ. Thiếu niên này muốn tiêu diệt toàn bộ Linh Ma giới sao? Nếu một kiếm này chém xuống, cho dù không thể mai táng Linh Ma giới, nhưng khẳng định cũng làm Linh Ma giới bị thiệt hại nặng. Đúng lúc này, xa xa trong lâm thành, một tế đàn trong đó khẽ run lên. Ngay sau đó, một hư ảnh vút qua từ trong đó, trong phút chốc, hư ảnh kia đã đến phía chân trời, ông ta đánh mạnh một quyền ra, một quyền ấn thổi quét mà lên, đón nhận một kiếm của Diệp Huyên. Quyền ấn kia thế nhưng đã ngăn cản được kiếm thanh huyên của Diệp Huyên, trong nháy mắt, vị trí quyền và kiếm tiếp xúc bùng nổ ra một lực lượng khủng bố, luồng lực lượng này giống như sóng gió dâng trào, trong nháy thổi quét cả trời đất. Giờ phút này, trời đất xung quanh sục sôi, sau đó bắt đầu bùng cháy. Phía dưới, hư ảnh kia dần dần ngưng tụ. Là một người đàn ông trung niên, ông ta mặc một chiếc áo bào đen, tay phải lão đột nhiên quét qua, ngọn lửa thiêu đốt trời đất kia lập tức bị quét đi. Một trong 10 đại ma vương, kỳ vương. Từng chinh chiến qua đại hoang. Cường giả siêu cấp chân chính. Kỳ vương nhìn Diệp Huyên ở phía chân trời. Mặt không chút biểu cảm, đồ sát Linh Ma giới ta. Ngươi xứng. Phía chân trời, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Trong kiếm thanh huyên, tuế nguyệt chi lực lặng lẽ khởi động. Phía dưới, kỳ vương híp mắt lại, ông ta đứng tấn hai chân, hai tay chắp lại, ngay sau đó, hai nắm đấm liên tục ra quyền, chỉ trong nháy mắt, ông ta đã ra ít nhất mấy vạn quyền. Trong nháy mắt, quyền ấn trùng trùng, chấn động chư thiên,
Dưới ánh mắt của mọi người, kiếm của Diệp Huyên xé tan những quyền ấn trùng trùng điệp điệp kia một cách dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, chỉ thấy kiếm quang chợt lóe lên, kiếm thanh huyên xuyên thẳng vào giữa hai chân mày Kỳ Vương. Xoẹt! Hai mắt Kỳ Vương trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin, kiếm này của ngươi. Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Kỳ Vương, hắn cầm kiếm xuyên thẳng về phía trước, toàn bộ thanh kiếm đâm vào, ta xứng không? Kỳ Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta mới xuất quan, thực lực còn chưa đến 6 phần của thời kỳ đỉnh cao, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên chém kiếm ra. Đầu của Kỳ Vương lập tức bay ra xa hàng trăm trượng. Giữa sân, những cường giả linh ma tộc trong bóng tối lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, Kỳ Vương một trong 10 đại ma vương cứ như vậy mà bị giết rồi. Diệp Huyên đột nhiên thả người nhảy, ngay sau đó, người hắn đã xuất hiện ở trong tinh không, tiếp theo, hắn cầm kiếm thanh huyên quật mạnh xuống phía dưới. Một kiếm phá không mà đi, hơn nữa còn mang theo tuế nguyệt chi lực hùng mạnh. Một kiếm này chém xuống, tất cả cường giả linh ma tộc đều biến sắc. Tốc độ của kiếm cực nhanh, nháy mắt đâm vào mặt đất. Ầm. Trong nháy mắt, cả linh ma giới rung lên vì nó, lực lượng hùng mạnh tựa như một ngọn sóng bùng nổ ra từ chỗ sâu dưới lòng đất. Ầm ầm. Giờ phút này, toàn bộ linh ma giới rung chuyển dữ dội giống như có động đất. Hủy diệt căn nguyên linh ma giới. Trong tinh không, Diệp Huyên mặt mày dữ tợn, hắn áp mạnh tay phải hướng xuống mặt đất phía dưới từ xa, diệt vong đi. Sâu dưới lòng đất, kiếm thanh huyên run lên kịch liệt, trực tiếp xâm nhập vào sâu trong địa mạch. Ầm. Chỗ sâu trong địa mạch đột nhiên vỡ toác, ngay sau đó, vô số nham thạch nóng chảy dâng lên từ dưới lòng đất, thẳng lên trời cao. Ầm vang. Cả linh ma giới bắt đầu tan thành mảnh nhỏ, vô số địa mạch tan biến, linh khí khô kiệt, kiếm quang ngập trời tàn sát bừa bãi trong trời đất. Tất cả cường giả linh ma tộc đều hoảng hốt. Thiếu niên này thật sự muốn hủy diệt linh ma giới. Lúc này, xa xa trong lâm thành, một hơi thở khủng bố đột nhiên phóng lên cao, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đi ra từ thành, bước chậm chậm về phía chân trời. Ngôn Vương. Trong tối, có cường giả linh ma tộc hô lên kinh ngạc. Ngôn Vương này chính là người đứng đầu 10 đại ma vương. Ngôn Vương nhìn về phía Diệp Huyên trong tinh không, đại hoàng tử bao giờ sinh ra một kiếm tu như ngươi. Trong tinh không, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một đạo kiếm quang dừng ở trong tay hắn, kiếm quang tan đi, kiếm thanh huyên hiện ra. Diệp Huyên nhìn xuống Ngôn Vương phía dưới, tà khí ngập trời, làm tổn thương người yêu ta, đổ sát vạn thành của ngươi. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên biến mất. Kiếm quang bắn nhanh xuống giống như một ngôi sao băng. Chém thẳng về phía Ngôn Vương. Ngôn Vương nheo mắt, ông ta mở lòng bàn tay ra, một thanh trường mâu chợt xuất hiện ở trong tay, cùng lúc đó, tay trái ông ta xuất hiện một cái khiên cổ không hoàn chỉnh. Phục Tiên Mâu. Khiên Táng Thần. Đây không phải vật bình thường, đây là thần vật siêu cấp của linh ma tộc. Ngôn Vương đột nhiên bước lên trước một bước này bước ra trường mâu trong tay giống như tên rời dây cung. Nháy mắt đâm vào mũi kiếm thanh huyên của Diệp Huyên. Trực diện đối đầu. Ầm. Trường mâu và kiếm vừa tiếp xúc, Diệp Huyên lập tức bị chấn bay về sâu trong tinh không, mà Ngôn Vương kia cũng lùi về chỗ cũ. Khi lão dừng lại, sắc mặt lão lập tức trở nên nặng nề. Bởi vì phục thiên mâu của lão vậy mà đã bị nứt. Nứt rồi. Ngôn Vương hít mắt lại, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên. Người đây là kiếm gì, lại có thể làm nứt phục tiên mâu của ta? Phục tiên mâu đã cùng lão chinh chiến vô số năm, chưa bao giờ bị nứt, cho dù là năm đó hình hoang cường giả đệ nhất đại hoang, cũng không có thể làm vỡ phục tiên mâu này. Mà giờ phút này, nó thế mà đã bị nứt. Trong mắt Ngôn Vương lần đầu tiên lộ vẻ nghiêm trọng, lão gắt gao nhìn vào Diệp Huyên ở sâu trong tinh không chiến. Thanh âm vừa dứt, tay phải ông ta nắm chặt phục tiên mâu. Phục tiên mâu run lên kịch liệt, một chiến ý khủng bố thổi quét ra từ trong đó, phút chốc, luồng chiến ý này lao thẳng đến sát ý và tà khí của Diệp Huyên. Chiến ý mạnh mẽ thổi quét tinh không, cả trời đất đều run rẩy. Cùng lúc đó, sau khi chiến ý mạnh mẽ xuất hiện, phục tiên mâu vốn bị nứt kia vậy mà đã khôi phục lại. Chiến ý bất diệt. Phục tiên mâu tồn tại mãi mãi.
khiên táng cổ tồn tại mãi mãi. Ngôn Vương nhìn thẳng vào Diệp Huyên ở trong tinh không, linh ma tộc ta đến này đã hàng nghìn vạn năm, đâu phải là ngươi nói diệt liền diệt. Thanh âm vừa dứt, ông ta cầm phục tiên mâu chỉ thẳng vào Diệp Huyên, đến chiến. Đến chết không thôi. Đến chiến. Hai chữ vang vọng giống như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Phía chân trời, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt, sắc mặt vô cùng dữ tợn, Tiểu An, nàng nhìn cho kỹ, linh ma tộc làm thương một sợi tóc của nàng, ta đổ sát toàn tộc của lão. Nói xong, tay phải hắn vừa lật, kiếm Thanh Huyên đột nhiên trào ra một lực lượng khủng bố đổ vào trong cơ thể hắn. Diệp Huyên tại chỗ đạt đến vĩnh bất hủ. Lúc này, lại một lực lượng khủng bố đổ vào trong cơ thể Diệp Huyên. Quỳnh. Diệp Huyên đạt đến vô lượng cảnh. Phía chân trời, Diệp Huyên nhìn xuống Ngôn Vương phía dưới, nhe răng cười, cần gì đến chết không thôi. Một kiếm giết chết ngươi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên đạp mạnh chân phải, một kiếm đâm xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Bù, một kiếm này chém ra, chư thiên vạn giới vang lên vô số tiếng kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này chém ra, những lời của Thanh Nhi như vang lên bên tai, một kiếm này chém ra, sống chết của kẻ địch đều phụ thuộc trong một ý niệm của ta, muốn hắn sống thì sống, muốn hắn chết thì phải chết. Phía chân trời, Diệp Huyên cầm kiếm chém xuống. Xé rách hết thảy. Phía dưới, Ngôn Vương nheo mắt, đối mặt với một kiếm vô cùng khủng bố này của Diệp Huyên, trong mắt ông ta không chút sợ hãi, ngược lại, chiến ý càng mạnh. Chạm. Ngôn Vương đạp mạnh chân phải, cầm mâu phóng lên cao. Xuy. Trong nháy mắt, trời đất bị xé rách. Hai người cứng rắn đối đầu. Yên lặng trong chốc lát. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang bùng nổ ra từ phía chân trời. Ngay sau đó, một bóng người rơi thẳng từ trên không trung xuống, cuối cùng đập xuống mặt đất. Cái rơi xuống này làm mặt đất lập tức sụp đổ thành một vực thẳm khổng lồ không thấy đáy. Người này chính là Ngôn Vương. Sau khi Ngôn Vương rơi xuống đất, thân thể bị phá hủy hoàn toàn, linh hồn tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy. Mà phục tiên mâu trong tay ông ta cũng bị cắt thành hai đoạn. Phục tiên mâu khẽ rung lên, phát ra từng tiếng kêu thê lương. Ngôn Vương nhìn Diệp Huyên đứng trong tinh không, trong mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng, người đây là kiếm gì? Diệp Huyên chợt xuất hiện trước mặt Ngôn Vương, không nói bất kỳ lời thừa nào. Hắn đâm mạnh một kiếm vào giữa chân mày Ngôn Vương. Linh hồn Ngôn Vương run lên dữ dội, sau đó nhanh chóng biến mất. Lúc này, khiên táng cổ bên cạnh ông ta đột nhiên run lên, sau đó đập thẳng về phía Diệp Huyên. Bảo vệ chủ nhân. Diệp Huyên xoay người chém một kiếm. Khiên táng cổ kia lập tức vỡ ra, nhưng chưa hoàn toàn vỡ vụn, chỉ là nứt ra thành hai khối. Dưới kiếm Thanh Huyên, không có thần vật. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu, bên phải cách đó không xa, nơi đó có một người phụ nữ mặc áo bào đen, khuôn mặt người phụ nữ có chút già nua, phía trên vẽ một vài phù tiết ma quỷ, trong tay bà ta cầm một cây gậy màu đỏ thẫm, giống như là ngưng tụ từ máu tươi vô cùng đẹp. Linh ma thần sư. Địa vị cao nhất trong linh ma tộc. Linh ma thần sư nhìn Diệp Huyên, kiếm kia của ngươi, là người nào tạo ra? Diệp Huyên nâng tay chém một kiếm. Một đạo kiếm quang chém thẳng về phía linh ma thần sư. Nhưng mà, đạo kiếm quang kia vừa đến chỗ linh ma thần sư đã biến mất không chút tung tích. Diệp Huyên khẽ nhăn mày. Linh ma thần sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, kiếm không phải vật bình thường, cũng không phải người bình thường có thể đúc ra. Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Linh ma thần sư chợt vung tay phải. Một mảnh kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên bị chấn bay về chỗ cũ trong nháy mắt. Mà ở trước ngực hắn có một trường ấn màu đỏ máu. Linh ma thần sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vừa rồi ta đã tra qua, ngươi không phải người đại hoang, nếu ngươi đã không phải người đại hoang, tại sao phải đến nhằm vào linh ma tộc ta? Trong tay Diệp Huyên, kiếm Thanh Huyên khẽ rung lên, một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên trào ra từ trong kiếm Thanh Huyên. Linh ma thần sư híp mắt lại, sức mạnh 5 tháng. Vậy mà có người có thể dung hợp sức mạnh 5 tháng vô thượng này vào trong kiếm. Người rốt cuộc là ai? Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Trong mắt linh ma thần sư hiện lên một tia lạnh lẽo,
tay phải bà ta cầm gậy chọc thẳng về phía trước. Ầm. Một mảnh kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên lập tức bị chấn bay ra xa mấy nghìn trượng, nhưng mà, gậy trong tay Linh Ma Thần Sư cũng bị nứt ra. Linh Ma Thần Sư nhìn gậy bị nứt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Linh Ma Thần Sư ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, Diệp Huyên đột nhiên chém một kiếm xuống. Ba kiếm hợp nhất. Linh Ma Thần Sư nheo mắt, chút tài mọn. Vừa dứt lời, bà ta đột nhiên phất tay áo lên, thời không nơi đây lập tức trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó, Diệp Huyên đột nhiên liên tục bị lùi về sau đến mấy trăm trượng. Khi Diệp Huyên dừng lại, Linh Ma Thần Sư đột nhiên lao về phía trước. Ngay sau đó, một bàn tay trực tiếp bóp lấy cổ Diệp Huyên. Tiếp đó, một lực lượng mạnh mẽ đè lên thân thể Diệp Huyên ném xuống mặt đất. Nhưng đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên bộc phát ra một luồng lực lượng khủng bố. Huyết quang như thủy triều. Linh Ma Thần Sư lập tức mở to mắt, ngay sau đó, Linh Ma Thần Sư hơi hơi nghiêng đầu, một thanh kiếm xoẹt qua trước mũi bà ta. Tránh thoát một kiếm này chỉ với cách biệt chút ít. Một kiếm không có kết quả, Diệp Huyên vội vàng thu kiếm, nhưng vẫn là có hơi chậm, hắn đột nhiên cảm giác bụng như bị thiết chùy đánh mạnh vào. Bịch, Diệp Huyên trực tiếp bị đánh bay. Lúc này, tay phải Linh Ma Thần Sư cách không tóm lấy Diệp Huyên, thời không nơi Diệp Huyên đứng lập tức trở nên vặn vẹo. Diệp Huyên nâng tay chém một kiếm. Suy. Thời không đều bị dập nát. Linh Ma Thần Sư nhìn thấy một màn này, khẽ cau mày, kiếm này của ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Linh Ma Thần Sư ngẩn người. Chạy rồi. Ngay sau đó, đồng tử mắt Linh Ma Thần Sư co rụt lại, Diệp Huyên không chạy trốn, mà là đến Ma Thành. Thành chính của Linh Ma Giới, nơi đó là nơi Linh Ma Giới đào tạo các cường giả. Sắc mặt Linh Ma Thần Sư trở nên vô cùng khó coi, láo xược. Vừa dứt lời, bà ta biến mất tại chỗ. Mà lúc này, Diệp Huyên đã đến trên bầu trời Ma Thành, không nói nhiều lời, hắn rút mạnh kiếm chém một nhát. Một kiếm chém xuống, một kiếm khí từ phía chân trời chém thẳng vào trong thành. Xì. Kiếm khí tung hoành ngàn dặm, trong nháy mắt, đại trận phòng vệ của cả tòa thành bị xé rách giống như một tờ giấy, kiếm khí chém vào trong thành. Trong nháy mắt cả tòa thành bị phân thành hai, tiếng kêu của vô số cường giả linh ma tộc vang lên thảm thiết. Phút chốc, cả tòa thành giống như địa ngục. Lúc này, Linh Ma Thần Sư xuất hiện ở đây, bà ta đang muốn nói chuyện, Diệp Huyên lại nhảy vào trong thành, ngay sau đó, một từng cái đầu máu chảy đầm đìa bay lên cao. Ở trước mặt Diệp Huyên, những cường giả Linh Ma tộc kia ngay cả lực đánh trả cũng không có. Linh Ma Thần Sư mặt mày dữ tợn, bà ta đột nhiên biến mất, một lôi điện từ giữa sân xé rách mà qua. Xa xa, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hắn vừa động tâm niệm. Kiếm Thanh Huyên lập tức hóa thành khiên kiếm che ở trước mặt hắn. Đùng. Lôi điện kia đánh lên khiên kiếm Thanh Huyên, khiên kiếm rung lên dữ dội, vô số lôi quang bắn tung tóe, nhưng là, kiếm Thanh Huyên không bị sao cả. Linh Ma Thần Sư nhìn thấy một màn này, thì cau mày, kiếm này còn có thể phòng thủ. Diệp Huyên không thèm để ý Linh Ma Thần Sư, hắn đột nhiên xoay người nhảy vào trong thành. Tàn sát hàng loạt người dân trong thành. Đồ sát vạn tòa thành. Hắn cũng không phải là chỉ nói mà thôi. Đánh Diệp Huyên hắn, không sao cả, nhưng là, đánh người thân hắn thì không được. Thiên Vương Lão Tử cũng không được. Ngươi dám làm người thân ta bị thương, Lão Tử nhất định phải đồ sát vạn tòa thành của ngươi. Linh Ma Thần Sư nhìn thấy Diệp Huyên lại đi đồ sát tòa thành, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, nếu ngươi có bản lĩnh, thì chiến với ta một trận. Nhưng mà, Diệp Huyên không thèm để ý bà ta. Nếu Lão Tử đánh thắng được ngươi, còn cần ngươi nói. Chính là không thể đánh lại, Lão Tử mới đi đánh người có thể đánh lại được. Linh Ma Thần Sư thấy Diệp Huyên không đếm xỉa đến bà ta, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tuy thực lực của bà ta mạnh hơn Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên có thanh kiếm kia, bà ta căn bản không thể làm gì được Diệp Huyên, ít nhất không làm gì được trong một khoảng thời gian, hơn nữa. Diệp Huyên không đánh với bà ta. Linh Ma Thần Sư không thể không ngăn cản, bởi vì hiện tại những cường giả đỉnh cấp trong Linh Ma Giới đều đang ngủ say tu dưỡng,
chỉ có bà ta mới có thể ngăn cản Diệp Huyên, bà ta bay thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Phải ngăn chặn Diệp Huyên. Phía dưới, Diệp Huyên đột nhiên xoay người, chém mạnh một kiếm xuống. Một mảnh kiếm quang màu máu vỡ toạc. Uỳnh. Diệp Huyên cả người và kiếm đều liên tục lùi mạnh về sau, nhưng ngay sau đó, vô số thanh kiếm đột nhiên bay ra từ trong cơ thể hắn. Những thanh kiếm này không nhằm vào linh ma thần sư, mà là những cường giả linh ma tộc xung quanh. Tuy những kiếm này không phải kiếm Thanh Huyên, nhưng là, đây cũng đâu phải cường giả bình thường có thể ngăn cản. Phải biết rằng, Diệp Huyên hiện tại đã được kiếm Thanh Huyên nâng lên hai cảnh giới lớn. Trong nháy mắt, nơi đây lại vang lên vô số tiếng kêu thảm. Xa xa, linh ma thần sư mặt mày dữ tợn, có chút hổn hển, vô liêm sỉ. Bắt nạt kẻ yếu, vô liêm sỉ. Diệp Huyên không thèm để ý linh ma thần sư, trực tiếp xoay người phóng vào sâu trong thành. Linh ma thần sư giống giận, có bản lĩnh thì nhắm vào ta. Thanh âm vừa dứt, bà ta bay thẳng đến chỗ Diệp Huyên ở xa xa. Tốc độ của bà ta cực nhanh, trong chớp mắt đã xông đến phía sau Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên xoay người, hắn không xuất kiếm, mà trực tiếp để kiếm Thanh Huyên hóa thành khiên kiếm chắn ở trước mặt. Ầm. Một đạo lôi quang đánh lên khiên kiếm Thanh Huyên, khiên kiếm rung lên dữ dội, ngăn cản hết lôi quang kia. Giờ phút này Diệp Huyên cũng phát hiện một vấn đề, đó là nếu cứng rắn đối đầu với linh ma thần sư này, hắn phát hiện, hắn không thể đấu lại, kiếm Thanh Huyên sẽ không sao, nhưng người hắn không gánh nổi, lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, hơn nữa nếu hắn cũng dùng sức, hai loại lực lượng đối đầu nhau, sẽ sinh ra lực lượng càng mạnh hơn. Mà lực lượng này hắn hoàn toàn không thể ngăn cản được. Nhưng, nếu hắn chỉ phòng thủ, hắn phát hiện, lão bà này căn bản không thể làm gì hắn. Lực lượng của một bên, không làm gì được hắn. Nghĩ vậy, trong đầu Diệp Huyên đột nhiên nảy lên một ý tưởng. Nhưng mà, hắn đã ngăn ý tưởng này lại, hiện tại cũng không phải là thời điểm sáng tạo võ kỹ, hiện tại là thời điểm để giết người. Giết đến máu chảy thành sông. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, xoay người phóng về phía xa. Sắc mặt linh ma thần sư dữ tợn, bà ta đột nhiên tung người phóng đi, phía chân trời, vô số thần lôi lóe ra, xa xa, Diệp Huyên không thèm quan tâm bà ta. Mặc kệ ngươi dùng đại chiêu gì, lão tử có khiên Thanh Huyên. Vô địch là xong chuyện. Phía chân trời, linh ma thần sư mở lòng bàn tay ra, thầm đọc câu thần chú. Vô số thần lôi màu đen đột nhiên hội tụ trên bầu trời ma thành, từng luồng uy áp khủng bố thổi quét xuống từ phía chân trời, trong nháy mắt, khoảng thời không trong phạm vi hàng chục vạn dặm sôi trào lên giống như nước đun sôi. Lúc này, Diệp Huyên ở phía dưới đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, hắn vội vàng dừng lại xoay người nhìn về phía linh ma thần sư, bà ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sát ý giống như thực chất. Diệp Huyên trầm giọng nói, đại chiêu này của ngươi đánh xuống. Trong thành sẽ có rất nhiều người linh ma chết, người xác định muốn làm như vậy sao? Linh ma thần sư gần giọng nói, người giết với ta giết, có gì khác nhau? Đều là chết, không phải sao? Diệp Huyên giơ ngón tay cái lên, ngươi là một người tàn nhẫn. Linh ma thần sư không nói nhiều lời nữa, bà ta áp mạnh hai tay xuống, này một áp, vô số thần lôi thổi quét xuống từ phía chân trời, luồng uy áp hùng mạnh làm cho toàn bộ ma thành tan tành run rẩy. Diệp Huyên vừa động tâm niệm, khiên kiếm Thanh Huyên che ở trước mặt, mà hắn lại lấy một cây súng nhỏ, sau đó nhắm chuẩn linh ma thần sư kia. Lần này, hắn để tiểu tháp cho cây súng ăn một vạn tinh thần mạch. Một vạn. Vẫn là rất đau lòng. Diệp Huyên đang muốn bóp cò súng, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, từ từ. Diệp Huyên nhíu mày, ta chờ cái gì, ta phải bắn chết lão bà này. Nói xong. Hắn chuẩn bị bóp cò súng, tiểu tháp đột nhiên cả giận nói, bắn cái con khỉ khô, người cầm ngược súng rồi. Người muốn tự bắn chết mình, để cho ta kế thừa tài sản của người à? Diệp Huyên. Chấm 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 chấm. Cầm ngược rồi. Diệp Huyên hơi bối rối. Hắn dùng thứ đồ này không thuần thục lắm, vì dù gì cũng không hiểu về nó mà. Diệp Huyên vội vã đổi đầu, sau đó bóp cò, đoàng. Một luồng sáng trắng đột nhiên vụt ra từ họng súng, không gian trong 100 vạn trượng trở lại lập tức sôi trào, vô cùng đáng sợ. Còn Diệp Huyên, sau khi bóp cò hắn vội dùng kiếm Thanh Huyên biến thành kiếm thuẫn,
chặn lại trước mặt. Bùm! Dù có kiếm Thuẫn Thanh Huyền cản lại nhưng lực tương phản quá lớn vẫn khiến Diệp Huyền bị hất văng ra hơn mấy nghìn trượng. Có điều, kiếm Thuẫn Thanh Huyền vẫn không chút sức mẻ, không hề hấn gì. Phía đằng xa, khi luồng sáng trắng đó bay ra, trong mắt của Linh Ma Thần Sư lập tức co lại, vô số thần lôi bị phá hủy chỉ trong tích tắc. Dễ như trở bàn tay. Tiếp ngay đó, luồng sáng trắng liền đến trước mặt bà ta. Linh Ma Thần Sư giật mình, tay phải lập tức vẽ ra một tấm bia năng lượng sấm chớp, chặn ngay trước mặt. Ầm. Lá chắn sấm chớp đó đột ngột nổ tung. Quỳnh, bùm. Linh Ma Thần Sư bị hất văng ra ngoài mấy vạn trượng. Lúc bà ta vừa dừng lại thì cơ thể liền bị rạn nứt như mạng nhện nhưng không vỡ nát hoàn toàn. Hiển nhiên thực lực bà ta vô cùng đáng sợ. Nhưng viên đạn vừa bắn ra không biến mất mà xuyên thủng bụng của Linh Ma Thần Sư, sau đó biến mất ở cuối điểm tinh không chỉ trong nháy mắt. Thời không mà viên đạn đó đi ngang qua đều bị hủy diệt, vì vậy một khe nứt thời không khổng lồ không nhìn thấy đáy đã xuất hiện trong Linh Ma giới. Linh Ma Thần Sư nắm chặt hai tay, vô số thần lôi màu đen chớp nháy xung quanh người bà ta, sau đó cơ thể bà ta đã từ từ hồi phục lại. Rơi xuống rồi ư. Đằng xa, Diệp Huyên chau mày, nói tiểu tháp, đến lúc tạo nét, à không, lên đạn, thêm 2 vạn tinh thần mạch cho ta. 2 vạn. Cây súng nhỏ trên tay Diệp Huyên quay về trong tiểu tháp. Một lát sau, tiểu tháp lại xuất hiện trên tay Diệp Huyên. Hắn nhắm chuẩn vào Linh Ma Thần Sư ở phía xa, trong mắt Linh Ma Thần Sư đột nhiên co lại, bà ta lập tức nổi giận, vô sỉ, không ngờ ngươi dám dùng ngoại vật, đúng là không biết xấu hổ. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, vậy ta không dùng ngoại vật nữa. Hắn nói xong thì cất súng nhỏ vào. Linh Ma Thần Sư thấy thế thì ngây ra, lúc này, Diệp Huyên bỗng nhún người nhảy lên, chém về phía bà ta một kiếm. Linh Ma Thần Sư nheo hai mắt lại. Đang định ra tay thì Diệp Huyên bỗng rút súng ra, sau đó là bóp còi. Bùm! Một luồng sáng trắng xuất hiện, Diệp Huyên văng ra trước. Còn bên dưới, trong mắt Linh Ma Thần Sư thu lại, bà ta tức giận gào lên, không có võ đức. Bà ta vừa dứt lời, hai tay vung lên, vô số thần lôi tụ lại trên đầu, bảo vệ toàn bộ cơ thể. Ầm! Tấm chắn thần lôi ấy lập tức vỡ vụn. Luồng sáng trắng hất văng Linh Ma Thần Sư bay ra ngoài mấy vạn trượng. Lúc vừa mới dừng lại thì cơ thể bà ta liền vỡ nát, không chỉ có vậy, linh hồn cũng dần tan biến bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Phát súng đó đã giết chết bà ta. Linh Ma Thần Sư nhìn Diệp Huyên ở phía xa với vẻ mơ hồ, ngươi, chẳng phải ngươi nói là không dùng sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Linh Ma Thần Sư gào lên, vậy sao ngươi còn dùng? Diệp Huyên liếc nhìn Linh Ma Thần Sư, ta thích thì ta dùng, không thích thì không dùng, chơi thế thôi, sao hả? Ngươi muốn cắn ta à? Mắt Linh Ma Thần Sư như muốn vỡ ra, bà ta đã tắt thở. Bà ta bị tức chết. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, uổng công người này có thực lực nhưng tâm thái thì không ra gì, nếu là ta, bất cứ ai cũng đừng lời nói khiến ta chức chết được. Tiểu Tháp nói, đương nhiên, dù gì thì tiểu chủ cũng không biết xấu hổ mà. Diệp Huyên. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, sao người không điên nữa? Diệp Huyên đáp, ta thích thì điên, không thích thì không điên, chơi thôi mà. Tiểu Tháp. Diệp Huyên không nhiều lời với Tiểu Tháp, hắn quay người liếc nhìn mọi người một lượt, sau đó kiếm Thanh Huyên trên tay hắn liền bay ra. Tiếp tục đổ sát. Về chuyện này hắn rất nghiêm túc. Không ai có thể làm hại đến Tiểu An. Linh Ma Thần Sư không còn. Ai có thể ngăn được Diệp Huyên nữa? Diệp Huyên đánh thẳng vào trong thành, lúc này, trong thành gần như đã không còn cao thủ Linh Ma tộc nào sống sót nữa. Vì trước đó, khi hắn và Linh Ma Thần Sư đánh nhau, kẻ thì chết, người thì bỏ chạy, bây giờ ma thành này đã biến thành một tòa thành trống. Diệp Huyên liếc nhìn quanh bốn phía, sau khi phát hiện không có cao thủ Linh Ma tộc thì đột nhiên búng người lên cao rồi chém xuống một kiếm. Vèo. Một luồng kiếm quang chém vào trong ma thành, cả tòa thành lập tức sập đổ rồi biến thành cho bụi. Diệp Huyên quay người rời đi, dường như nhớ ra gì đó, hắn xòe bàn tay, kiếm Thanh Huyên bay ra, một lúc sau, không gian đằng xa xuất hiện một dòng chữ, có ngon thì ngươi cứ xây, lần sau ta lại đến đổ sát.
hắn nói xong thì quay đầu, ngự kiếm bay lên không, chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Diệp Huyên không rời khỏi linh ma giới ngay mà đến trước Lâm Thành trước. Chỗ này có rất nhiều cao thủ siêu cấp của linh ma tộc đang ngủ say. Diệp Huyên lên tường thành, đảo mắt nhìn quanh, kiếm Thanh Huyên đột ngột bay ra, một cái đầu đầy máu me liền từ từ rơi xuống ở phía chân trời đằng xa. Cảnh tượng đó khiến các cao thủ linh ma tộc đang nấp trong bóng tối phải tái mặt, thi nhau lùi về sau, không dám âm thầm theo dõi nữa. Diệp Huyên lên trên tường thành của Lâm Thành, liếc nhìn phía xa, bên trong thành, có mấy trăm tế đàn lớn nhỏ, trong mỗi tế đàn đều có chứa khí tức rất mạnh. Có vài khí tức khiến hắn cảm thấy hơi lo lắng. Rất mạnh. Đó là cảm giác của hắn. Diệp Huyên im lặng. Có cần phải giết hết mấy cao thủ đang ngủ say này không? Trực giác nói cho hắn biết hắn không làm được. Hơn nữa, một khi toàn bộ những người này thức tỉnh thì hắn sẽ bị đánh hội đồng. Nhưng nếu hắn cứ thế rời khỏi thì lợi cho linh ma tộc quá. Diệp Huyên nghĩ đến đây là lại rút súng ra, nhét vào súng 2 vạn tinh thần mạch. Tiếp đó, hắn cầm súng, nhắm vào Lâm Thành, nhưng lại sực nghĩ tới điều chi, hắn thêm một tinh thần mạch. Việc này làm hắn bỗng thấy xót lòng. Vì bây giờ tinh thần mạch của hắn chỉ còn chưa đến 6 vạn. May nhờ trước đây Thanh Liên đã tặng cho hắn chứ không hắn cũng chẳng có gì. Nếu như lúc đó mấy chiếc nhẫn chứa đồ của tiên bảo các không bị các chủ lấy đi. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì lại thấy đau lòng. 1 tỷ hơn đấy. Chừng đó thì có thể bắn được biết bao nhiêu phát. Nếu như hơn 1 tỷ tinh thần mạch đó nằm trong tay mình thì hắn ngon rồi. Có thể chơi bắn súng mỗi ngày. Diệp Huyên thầm thở dài, không nghĩ thêm mà cầm súng lên, nhắm vào Lâm Thành, bóp cò. Một luồng sáng trắng vụt ra từ họng súng. Diệp Huyên không nhìn, lúc giật lùi ra sau, hắn cũng thuận thế rút lui rồi biến mất ở cuối bầu trời sao chỉ trong tích tắc, sau đó lợi dụng kiếm Thanh Huyên thoát ra ngoài. Linh ma giới. Luồng sáng trắng đó bao phủ cả Lâm Thành sôi sục lên chỉ trong tích tắc. Tiếp ngay đó, cả Lâm Thành liền bùng cháy. Lúc này, một tiếng hét giận dữ từ trong thành vang lên, là kẻ nào? Tiếp đó, một luồng sức mạnh đáng sợ quật lại luồng sáng trắng. Luồng sáng trắng chợt rung mạnh, sau đó nổ tung. Lúc này, một người đàn ông linh ma cao to liền xuất hiện trên bầu trời của Lâm Thành, ánh mắt xa xăm như bầu trời sao, có điều lúc này ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ và sát ý. Người đàn ông cao to liếc nhìn xung quanh một lượt nhưng không phát hiện được gì. Người đàn ông cao to quay đầu nhìn về phía xa, ra đây. Gã vừa dứt lời thì một cao thủ linh ma tộc liền xuất hiện trước mặt gã. Cao thủ linh ma tộc đó cung kính hành lễ rồi quỳ xuống, bái kiến Tả Tôn. Người đó là Tả Tôn của linh ma tộc, địa vị cực cao. Tả Tôn nói với vẻ lạnh lùng, đã có chuyện gì? Cao thủ linh ma tộc đó lại hành lễ rồi kể hết đầu đuôi sự việc trước đó một lượt. Tả Tôn nghe xong câu chuyện của cao thủ linh ma tộc thì vẻ mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Giết hết cả thành rồi. Không ngờ linh ma tộc lại bị người ta giết sạch cả thành. Tả Tôn như nhớ ra gì đó, đột nhiên giận dữ nói, linh ma thần sư đâu? Nhiệm vụ của bà ta là gì? Không ngờ lại để người ta giết hết cả thành, rõ ràng là một sự sỉ nhục lớn mà. Cao thủ linh ma tộc đó do dự một lúc rồi nói, linh ma thần sư đã tử trận rồi. Tử trận? Tả Tôn ngây ra, đã chết rồi sao? Cao thủ linh ma tộc gật đầu, nói với giọng run run, đúng vậy. Tả Tôn im lặng, biểu cảm dần bình tĩnh trở lại. Gã biết rất rõ thực lực của linh ma thần sư, bà ta là người từng chinh chiến đại hoang với bọn họ, cảnh giới lượng biến đỉnh phong, vậy mà đối phương lại tử trận. Tả Tôn im lặng một lúc rồi nói, đại hoang đã xuất hiện kiếm tu siêu cấp từ khi nào? Cao thủ tộc linh ma do dự một lúc rồi nói, trước đây ta có nghe linh ma thần sư nói hình như thiếu niên đó không phải người của đại hoang. Tả Tôn chau mày, không phải người của đại hoang sao? Cao thủ linh ma tộc đó gật đầu, đúng vậy. Vẻ mặt Tả Tôn nặng trĩu, nếu hắn đã không phải người của đại hoang vậy tại sao lại đến giết hết cả thành linh ma tộc ta? Cao thủ linh ma tộc đó do dự một lúc rồi nói ra lý do của sự việc. Vẻ mặt Tả Tôn càng lúc càng nặng trĩu,
Cao thủ linh ma tộc đó quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, không dám nói thêm nữa. Lúc này, Tả Tôn chậm chậm nhắm hai mắt lại. Bất kể là nguyên nhân gì, nếu như người này đã giết cả thành linh ma tộc ta thì hắn đã không thể sống. Gã nói xong thì bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ đó, đến một tinh không, gã nhìn quanh, lúc này, cả linh ma giới đều được bao phủ bởi thần thức của gã. Nhưng gã không hề phát hiện ra được tung tích của Diệp Huyên. Một lúc sau, Tả Tôn đến ma thành trước đây, lúc gã nhìn thấy ma thành từng rất huy hoàng giờ biến thành một đống đổ nát thì vẻ mặt lập tức lạnh tanh, sát ý không thể giấu đi trong ánh mắt. Nhưng lúc gã nhìn thấy hàng chữ mà Diệp Huyên để lại thì vẻ mặt liền dần dần trở nên hung dữ. Một mối nhục lớn. Rõ ràng là một sự sỉ nhục lớn. Dù năm xưa đối mặt với đại hoang, linh ma giới cũng chưa từng phải chịu nỗi sỉ nhục lớn như vậy. Mấy cao thủ linh ma tộc ở xung quanh run lên bần bật, không dám nói câu nào. Chính vào lúc đó, Tả Tôn đột nhiên nói, xây dựng lại ma thành. Gã vừa nói vừa nhìn về bầu trời sao phía xa, nếu hắn không đến đổ sát thì hắn chính là cháu trai ta. Gã nói xong thì nhìn quanh bốn phía, giận dữ gào lên, lập tức xây dựng thành. Diệp Huyên trở về đại hoang. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên xuất hiện ở trước mặt An Lan Tú. Giờ phút này, nàng đã khôi phục như thường. Dù sao, Diệp Huyên cũng có rất nhiều thánh vật trị thương. Đặc biệt là những đan dược mà lúc trước Dương Niệm Tuyết đã để lại cho hắn, quả thật là có một không hai. Diệp Huyên dịu dàng hỏi, không sao chứ? An Lan Tú gật đầu, đã không sao rồi. Diệp Huyên nặng nề hỏi, Tiểu An, Niệm Tỷ đâu? Niệm Tỷ. An Lan Tú đáp, Tỷ ấy đi rồi. Diệp Huyên cau mày, đi rồi. An Lan Tú khẽ gật đầu, Tỷ ấy nói cần đến một nơi, một thời gian sau sẽ trở về tìm ta. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, vậy tại sao linh ma tộc kia lại đến gây khó dễ cho nàng? An Lan Tú lắc đầu, không biết. Sắc mặt Diệp Huyên dần trở nên lạnh lẽo. Hiển nhiên, linh ma tộc kia là kiểu thấy người đã muốn ăn. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên hỏi, sao huynh lại đến đây? Diệp Huyên cười nói, ta tới nàng và Niệm Tỷ. An Lan Tú lại hỏi, huynh đã đi ngang qua chung thế giới. Diệp Huyên gật đầu. An Lan Tú khẽ gật rồi cũng không nói nữa. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì bỗng cau mày lại, sau đó bèn rời khỏi tiểu tháp. Hắn vừa rời khỏi tiểu tháp đã có một người đàn ông trung niên đứng trước mặt. Người đàn ông trung niên cười hỏi, ngươi là Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn ông ta hỏi, ông là. Người đàn ông trung niên cười đáp, tiên sư điện đại hoang. Diệp Huyên cau mày, điện đại hoang. Tiên sư cười nói, hồi đó, linh ma tộc đánh tới, mọi thế lực trong đại hoang đã bắt tay nhau thành lập điện đại hoang để chống lại bọn họ. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Tiên sư nhìn Diệp Huyên nói, Diệp công tử, ta tới mời ngươi tham gia vào điện đại hoang. Diệp Huyên vừa định lắc đầu, tiên sư lại bỗng nói, vị tà tôn của linh ma giới kia đã tỉnh, gã vừa xây dựng lại ma thành, còn tuyên bố phải đợi Diệp công tử trở về phá. Xây dựng lại. Diệp Huyên nhíu mày, thật à? Tiên sư gật đầu, thật. Diệp công tử, e rằng tà tôn kia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi phải cẩn thận đó, gã. Bấy giờ, Diệp Huyên bỗng xoay người rời đi. Tiên sư hơi sửng sốt rồi hỏi, Diệp công tử, ngươi tính. Đi đâu vậy? Diệp Huyên cũng không quay đầu lại đáp, phá thành. Hắn vừa nói xong đã hóa thành một luồng ánh sáng biến mất tại chỗ. Tiên sư im lặng đứng tại chỗ, ánh mắt lập lòe không biết đang nghĩ gì. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên dùng kiếm thanh huyên trực tiếp đi đến ma thành kia, khi hắn trở về nơi đó thì nó đã được xây dựng lại. Diệp Huyên vừa đến trước ma thành thì Tả Tôn đã xuất hiện trước mặt hắn. Hiển nhiên là gã đã có chuẩn bị từ sớm. Tả Tôn nhìn Diệp Huyên nói, can đảm đấy. Diệp Huyên liếc những cao thủ linh ma tộc đằng sau Tả Tôn cười hỏi, sao? Định đánh hội đồng ta à? Tả Tôn vẫy tay, những cao thủ kia bèn lùi lại. Gã nhìn chằm chằm Diệp Huyên, một mình ta đánh với ngươi và ngươi có thể dùng bất cứ thứ gì. Diệp Huyên gật đầu, được. Tả Tôn nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó! Tên này cũng không thèm khách sáo chút nào luôn. Câu đó của gã chỉ là một phép khích tướng,
Ban đầu Tả Tôn còn tưởng rằng Diệp Huyên sẽ đáp trả là ta khinh thường dùng thứ gì khác. Nhưng gã không ngờ tên đó lại trực tiếp gật đầu. Diệp Huyên cũng không nói nhiều, hắn bỗng nhiên biến mất khỏi tại chỗ. Vèo, một luồng kiếm quang màu máu bổ thẳng qua giữa sân. Đằng xa, khóe miệng Tả Tôn hằn lên vẻ tàn nhẫn. Gã bước lên trước một bước rồi đấm thẳng ra, ánh vàng lớn lên, đất trời sụp đổ. Bùm! Kiếm quang vỡ vụn. Diệp Huyên lập tức bị một quyền đó đánh bay ra mấy vạn trượng. Khi hắn vừa dừng lại thì Tả Tôn kia lại bỗng xuất hiện trên đầu rồi đấm thẳng xuống, diệt thế thần quyền. Ầm! Một quyền nện xuống, đất trời trực tiếp biến thành một cái lốc xoáy khổng lồ. Một quyền này vừa đấm xuống thì y như tận thế. Sức mạnh cực kỳ khủng bố. Bên dưới, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm thanh huyên trong tay phải khẽ rung. Vô số tuế nguyệt chi lực ùa vào cơ thể hắn. Ầm. Một luồng khí thế khủng bố trong người hắn bỗng quét ngang xung quanh. Lần này, Diệp Huyên không có chọn cách tăng cảnh giới lên mà chỉ sử dụng tuế nguyệt chi lực. Diệp Huyên bỗng phóng lên cao rồi bổ một kiếm xuống. Ầm. Một kiếm đó chém thẳng lên cái lốc xoáy kia, thoáng chốc, nó lập tức nổ tung, vô số kiếm quang bắn tứ tung, chân trời trực tiếp bị xé thành nhiều cái khe. Còn Diệp Huyên và Tả Tôn kia cũng đồng loạt lùi lại. Trong quá trình lùi lại, Diệp Huyên chợt cầm kiếm dựng ngang trán rồi gầm lên, kiếm tới. Hắn vừa quát xong, chư thiên vạn giới run lên. Sau đó, vô số kiếm quang xé rách thời không lao thẳng tới trên không linh ma giới. Chắc phải có mấy trăm vạn thanh. Tả Tôn đằng xa nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, chậm rãi siết chặt tay phải, một sức mạnh khủng bố đang im lặng ngưng tụ trong lòng bàn tay gã. Lúc này, Diệp Huyên cầm kiếm chỉ thẳng vào Tả Tôn quát chạm. Hắn vừa dứt lời, mấy trăm vạn thanh kiếm trong tinh không lập tức đồng loạt chém xuống. Vèo. Khoảnh khắc ấy, cả bầu trời của linh ma giới đã bị xé thành mấy trăm vạn khe rãnh. Những luồng kiếm khí chi chít kia giống như một cơn mưa xối xả đổ ập về phía Tả Tôn. Mấy trăm vạn kiếm khí đồng loạt lao xuống, giờ đây cả linh ma giới cũng phải run lên. Bên dưới, trong mắt Tả Tôn lóe lên vẻ hung ác, giẫm mạnh chân phải xuống, cả người phóng lên cao rồi đấm ra một quyền, liệt thế tuyệt. Liệt thế tuyệt. Một quyền đó vừa đấm ra, toàn bộ linh ma giới lập tức nứt ra. Là toàn bộ linh ma giới nứt ra. Khi nó vừa xuất hiện, vô số kiếm quang lập tức mai một, hoàn toàn bị nghiền nát. Tuy tất cả kiếm quang đều dập nát, nhưng Tả Tôn cũng biến sắc vì không biết khi nào Diệp Huyên đã nhảy vào trong ma thành. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang chợt lóe lên trong thành. Thoáng chốc cả tòa ma thành đã biến thành mảnh nhỏ, phá thành. Tả Tôn thấy cảnh đó, sắc mặt lập tức trở nên hết sức dữ tợn, chết đi. Gã quát xong, tay phải chộp về phía trước rồi nắm chặt lại, ở một chỗ thời không nào đó trong thành bỗng nổ tung, một bóng người không ngừng lùi lại và đó đúng là Diệp Huyên. Diệp Huyên không có chết vì kiếm thanh huyên đã hóa thành tấm khiên chặn trước mặt hắn. Tả Tôn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, mặt mày đầy vẻ hung ác, chết đi cho bản tôn. Gã vừa dứt lời thì bỗng xông về phía trước, trực tiếp đâm nát thời không, một sức mạnh khủng bố lập tức ập vào trước mặt Diệp Huyên. Sức mạnh khủng bố đủ để đập nát mọi thứ. Diệp Huyên vừa nghĩ, kiếm thanh huyên đã biến thành một cái võng, một quyền kia của Tả Tôn trực tiếp đấm thẳng lên nó. Ầm. Cái võng kia lập tức bị lõm vào nhưng vẫn không rách, chẳng những thế. Khi nó khôi phục như cũ thì Tả Tôn đã bị lực đàn hồi kinh khủng kia bắn ngược vào tay phải. Đùng. Tả Tôn thoáng chốc lùi lại cả vạn trượng. Sau khi dừng lại, gã lập tức ngơ ngác. Bắn ngược. Cái kiếm võng kia thế mà bắn ngược lại được sức mạnh của gã. Phải biết rằng, sức mạnh một quyền của gã có thể hủy diệt đất trời. Đằng xa, Diệp Huyên khẽ cong môi. Thực ra, ban nãy hắn cũng chỉ vừa nảy ra ý mới thôi. Hai bên sức mạnh va vào nhau sẽ sinh ra sức mạnh khủng bố hơn nữa, nói cách khác, sức mạnh sẽ tác động lên nhau và còn có thể nhân đôi. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là phòng ngự. Kiếm thanh huyên hóa thành khiên chặn lại đòn tấn công cũng không sao, nhưng sao mình lại không khiến nó biến thành cái võng? Giống như trong thế tục, người đánh một quyền lên người khác thì họ chắc chắn sẽ đau, song mình cũng sẽ đau. Nhưng, nếu ngươi đánh lên bông thì sao?
đơn giản chính là lấy nhu thắng cương. Nếu hóa thành cái võng co giãn, chỉ cần nó đủ chắc, vậy khi ngươi đánh tới sẽ bị bắn ngược. Sự thật chứng minh là hắn đã đúng. Giờ phút này với Diệp Huyên, kiếm Thanh Huyên không bị phá hủy thì hãi sẽ không bao giờ thua, trừ khi đối phương đánh hội đồng khiến Diệp Huyên không đỡ nổi. Tả Tôn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên hỏi, đó là thần vật gì? Phải công nhận rằng lúc này trong lòng gã quả thật là hết sức kinh ngạc. Gã biết rõ sức mạnh khủng bố trong một quyền của mình, nhưng không ngờ thanh kiếm kia lại có thể đỡ được, còn bắn ngược, vô lý. Hết sức vô lý, đằng ra, Diệp Huyên vừa nghĩ thì kiếm Thanh Huyên đã trở về trong tay. Sau đó, hắn chém mạnh về phía bên phải. Vèo. Kiếm quang phá không, thoáng chốc đã bổ nát cả ma thành. Diệp Huyên nhìn Tả Tôn mặt mày khó coi đằng xa nói, ngươi lại xây thì ta sẽ lại đến. Xây một lần, ta phá một lần. Hắn nói xong, dưới chân bỗng lóe lên kiếm quang rồi biến mất khỏi tại chỗ. Hiện trường, Tả Tôn mặt mày âm trầm, bấy giờ lại có một giọng nói vang lên từ đằng sau, xây tiếp. Khiến hắn đến nữa. Tả Tôn nghe vậy giật mình thót, sau đó vội vàng xoay người kính cẩn cúi chào. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Huyên trở lại đại hoang bèn đi thẳng vào tiểu tháp. Lúc này, hắn có chút phấn khích. Dựa theo ý tưởng ban nãy, hắn lại có thêm một ý tưởng nữa. Đó là, sức mạnh đã tác động lẫn nhau thì nếu mình kết hợp cả chảm tương lai, chảm quá khứ và chảm hiện tại thì sao? Lượng biến. Giờ phút này, Diệp Huyên chợt nghĩ tới từ đó. Trên vĩnh viễn bất hủ là vô lượng cảnh, mà trên vô lượng cảnh lại là lượng biến. Thế nào là lượng biến? Bản chất nó chính là một loại năng lượng chia tách rồi phóng ra. Chẳng hạn như một bó củi, nếu đốt nó lên thì đó chính là tách ra. Dựa trên trụ cột đó, hắn có thể khiến kiếm khí của mình đạt tới một trình độ hết sức khủng bố. Sức mạnh sẽ tăng gấp đôi. Diệp Huyên nghĩ là làm, mở tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện. Ngay sau đó, nó chậm rãi run lên rồi phát ra kiếm khí. Kế tiếp. Hắn bắt đầu điên cuồng nén những luồng kiếm khí kia lại. Khác với trước, hắn không chỉ là nén không mà còn vừa nén vừa không ngừng cung cấp kiếm khí mới bổ sung vào luồng kiếm khí chính khiến nó không đến mức bị nén nát. Tóm lại chính là điên cuồng nén rồi không ngừng mạnh lên. Hắn muốn tìm một điểm chia tách. Dưới sự đè nén của hắn, luồng kiếm khí kia bắt đầu run lên kịch liệt. Một lúc lâu sau, nó bỗng nhiên phát ra một luồng kiếm quang sáng như ngọc. Khi luồng kiếm quang đó xuất hiện, Diệp Huyên đã bị bắn ngược ra nghìn trượng. Khi Diệp Huyên dừng lại thì trước ngực đã nứt toác ra. Mà chỗ ban đầu của luồng kiếm khí kia đã biến thành một vùng đen tuyền. Diệp Huyên thấy vậy thì ngẩn ra, sau đó xoay người ôm lấy An Lan Tú vì nghe thấy tiếng động nên tới rồi hôn nàng một cái thật vang, cười to nói Tiểu An, ta đúng là một thiên tài, đúng là quá thiên tài. Nếu kiếm đạo mà không có Diệp Huyên thì muôn đời giống như bầu trời không có ánh sáng. Ha ha! An Lan Tú chừng Diệp Huyên, huynh hôn ta làm gì? Diệp Huyên ngây người rồi nói, ta có hôn hả? Có đâu ta? An Lan Tú! Chấm chấm chấm! An Lan Tú nhìn Diệp Huyên đang vô cùng phấn khích trước mặt mà cạn lời. Diệp Huyên vội vàng nói, Tiểu An, ta vừa phát hiện một cách tu luyện hoàn toàn mới, kêu lượng biến. Hắn nói xong bèn kể sự phát hiện của mình cho Tiểu An nghe. An Lan Tú khẽ nhíu hàng mày xinh đẹp hỏi, có thể thật ư? Diệp Huyên vội gật đầu, thật, nàng hoàn toàn có thể thử xem. An Lan Tú chần chờ một chút rồi gật đầu bắt đầu thử. Một lát sau, trong mắt nàng lóe lên vẻ phấn khích, được thật nè. Diệp Huyên cười nói, ta muốn ứng dụng nó vào trong kiếm kỹ. An Lan Tú, được đó. Diệp Huyên bảo, ta muốn bế quan một thời gian. Hắn nói xong bèn xoay người vọt lẹ. An Lan Tú đứng tại chỗ nhíu hàng mày xinh đẹp lại, hình như mình quên gì thì phải. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên tìm một đỉnh núi im lặng ngồi khoanh chân tại chỗ, kiếm Thanh Huyên lơ lửng trước mặt hắn. Lúc này, tiểu tháp đang định mở miệng thì Diệp Huyên đã nói, câm miệng, không liên quan gì tới ngươi hết. Tiểu tháp. Thời gian kế tiếp. Diệp Huyên bắt đầu nghiên cứu lượng biến kia. Lượng biến cảnh. Hắn không có tu luyện từng bậc một vì bản thân đã không tu cảnh giới, chẳng cần phải dựa theo khuôn đúc cũ.
chỉ cần có tiền, có tài nguyên thì muốn tu cảnh giới gì cũng được. Hơn nữa, hắn cảm thấy lượng biến này của mình có hơi khác với những lượng biến khác. Còn chuyện khác ở chỗ nào thì giờ Diệp Huyên vẫn không biết vì hắn cũng không hiểu những lượng biến khác cho lắm. Tu luyện không biết ngày đêm. Đảo mắt đã qua 10 năm, đương nhiên bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua một ngày. Đầu tiên, Diệp Huyên thử với rút kiếm định sinh tử trước vì nó là xếp chồng, thích hợp nhất để chia tách. Vô số luồng kiếm khí chồng lên nhau, sau đó tách luồng kiếm khí trung tâm ra. Diệp Huyên thử hết lần này đến lần khác, tìm kiếm một cái điểm chia tách hoàn mỹ nhất. Cứ thế, mấy năm sau, sau một lần thử, Diệp Huyên cuối cùng cũng tìm được điểm tách ra hoàn mỹ nhất và nắm giữ được nó. Ở một chỗ trong tinh không, Diệp Huyên cầm kiếm đứng và trong tay hắn chỉ là một thanh kiếm bình thường. Hai mắt Diệp Huyên khép hờ, tĩnh khí, ngưng thần, một lát sau, Diệp Huyên bỗng rút mạnh kiếm ra rồi chém thẳng xuống. Một kiếm vừa bổ xuống đã có vô số bóng kiếm chồng lên nhau. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã chồng được cả tam vạn luồng. Khi tam vạn kiếm khí đó chồng lên nhau, chúng lại lập tức tách ra. Thoáng chốc, tinh không trong phạm vi mấy trăm vạn dặm lập tức sụp đổ. Một kiếm diệt một mảnh tinh vực. Và lại, kiếm trong tay hắn còn không phải là kiếm Thanh Huyên. Nếu là kiếm Thanh Huyên thì sức mạnh của nó còn lớn hơn gấp đôi. Có điều, sau khi chém ra một kiếm đó, cả người Diệp Huyên lại giống như bị rút cạn sức sống, cơ thể mềm nhũn như làm loại chuyện ấy. Mềm. Chân mềm. Cái gì cũng mềm. Đây là cảm giác vào lúc này của Diệp Huyên. Bấy giờ, An Lan Tú chợt xuất hiện rồi đi đến trước mặt Diệp Huyên đỡ lấy hắn. Diệp Huyên bỗng dưng sụi lơ, thuận thế ngã vào lòng An Lan Tú. Nhào vào lòng. An Lan Tú cứng người. Sắc mặt Diệp Huyên tái nhợt, yếu ớt nói, không khống chế được, ta chẳng còn chút sức lực nào hết. An Lan Tú chần chờ rồi hỏi, có đứng được không? Diệp Huyên lắc đầu. Để ta nằm một chút thì tốt rồi. An Lan Tú do dự một lúc lâu rồi cuối cùng cũng không từ chối. Diệp Huyên nằm trong lòng An Lan Tú ngồi giữa tinh không, xung quanh hoàn toàn trơ trọi và tràn ngập sự yên tĩnh. Diệp Huyên bỗng hỏi, Tiểu An, nàng thành công không? An Lan Tú gật đầu, có. Diệp Huyên hơi giật mình, sau đó nói, nhanh vậy sao? An Lan Tú gật đầu, một năm trước đã làm được rồi. Diệp Huyên nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Một năm trước đã làm được. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, tư chất của Tiểu An đúng là yêu nghiệt mà. Tiểu An bỗng hỏi, sao huynh lại nghĩ đến cách này? Diệp Huyên cười đáp, chiến đấu. Chiến đấu. Thực ra, hắn có ý tưởng ấy cũng vì trước đó đã đánh một trận với Linh Ma Thần Sư và những cao thủ của Linh Ma Tộc. Hắn thật sự cảm thấy chiến đấu là cách tốt nhất để mạnh lên. Không ngừng ép buộc chính mình sẽ không ngừng mạnh lên. An Lan Tú khẽ nói, bước chân của huynh quá nhanh. Diệp Huyên im lặng. Thực ra, bản thân hắn cũng thấy mình đi hơi nhanh. Hay là đi chậm lại chút. Trước đó, hắn cũng từng có suy nghĩ đó nhưng kết quả thì sao? Sau khi đạt tới một trình độ nhất định, hắn lại muốn đi đến chỗ cao hơn nhìn thử. Học tập là không có giới hạn. Nếu muốn làm màu thì chỉ cần trở về Thanh Thành là muốn làm màu kiểu gì cũng được. Nhưng vậy thì lại có ý nghĩa gì cơ chứ? Đời người phải có gian truân mới thú vị. Lúc này, An Lan Tú lại hỏi, mục tiêu của huynh là vượt qua tam kiếm à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. An Lan Tú khẽ gật đầu, ta sẽ làm cùng huynh. Diệp Huyên nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của An Lan Tú trước mặt. Chợt có chút ngẩn ngơ. Tiêu rồi. Là thích. Thực ra, hắn đã thích nàng từ lâu. An Lan Tú cúi đầu nhìn Diệp Huyên hỏi, huynh nhìn ta làm gì? Diệp Huyên cười, Tiểu An, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? An Lan Tú gật đầu. Diệp Huyên bỗng vươn tay nắm chặt lấy tay nàng, An Lan Tú khẽ run rồi vô thức muốn giãy ra nhưng lại bị Diệp Huyên siết chặt. An Lan Tú bất đắc dĩ đành thôi. Diệp Huyên dịu dàng nói, giờ nhớ lại lúc đó như mới hôm qua. Hồi ấy, nàng là quốc sĩ trẻ tuổi nhất và cũng là thiên tài yêu nghiệt nhất của Khương quốc chúng ta,
lóa mắt đến nỗi khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. An Lan Tú hơi rũ đầu, không nói gì. Diệp Huyên cười hỏi, còn nhớ Diệp Lang không? An Lan Tú gật đầu, kẻ chuyển thế đoạt xá. Diệp Huyên cười ha ha nói, thực ra, nhiều khi ta thấy rất biết ơn hắn ta. Vì nếu không có hắn ta thì có lẽ nàng sẽ không đến Thanh Thành. Mà nàng không đến Thanh Thành thì có lẽ ta đã không gặp được nàng. Nếu ta không gặp được nàng thì dù có vượt qua tam kiếm, cuộc đời này lại có ý nghĩa gì nữa chứ? Hắn nói đến đây bèn nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu An, với ta, kiếm đạo muôn vàn cũng không sánh bằng nụ cười của Tiểu An. Tiểu Tháp. An Lan Tú cúi đầu nhìn Diệp Huyên, song cũng không nói gì. Diệp Huyên nhìn thẳng vào An Lan Tú hỏi, Tiểu An, ta thích nàng, nàng thích ta không? Đơn giản, trực tiếp. An Lan Tú nghe thấy câu đó của Diệp Huyên thì khẽ run, nàng không ngờ Diệp Huyên lại trực tiếp như vậy. Phút chốc, nàng có chút bối rối, không biết nên đáp lại thế nào. Diệp Huyên bỗng cười nói, không nói gì, vậy chính là thích. An Lan Tú vừa định nói chuyện thì Diệp Huyên đã đứng dậy hôn lên môi nàng. Thích một cô gái thì đừng xoắn suýt hay ngại ngùng. Lên. Dứt khoát xông lên. Do dự sẽ thua. Tình yêu không phải bay tới mà là cần đuổi theo, người không đuổi theo thì sao có thể ôm được người đẹp về. Muốn theo đuổi một cô gái, đơn giản là phải, dũng cảm, cẩn thận, mặt dày và có tiền. Diệp Huyên rất ít theo đuổi con gái nhưng lại biết rõ, nếu gặp được người mình thích thì tuyệt đối không được bỏ qua. Bởi vì có nhiều lúc, bỏ qua một lát chính là bỏ qua cả đời, khi quay đầu lại, người ngươi yêu đã là vợ người ta. Ngươi không bày tỏ thì nàng chính là của người khác. Đời người ngắn ngủi như thế, tại sao phải giữ lại tiếc nuối? Còn về ra mặt, ngay cả bày tỏ cũng không dám thì còn muốn mặt làm gì nữa? Chỉ cần đủ mặt dày và dũng cảm thì cả quỷ cũng phải sợ. An Lan Tú bị nụ hôn bất ngờ ấy của Diệp Huyên làm cho ngây người. Khi nào thì Diệp Huyên trở nên sỗ sàng như vậy thế? Nhưng sao mình lại không tức giận? Sao không tức giận chứ? An Lan Tú cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh, nàng rất muốn đẩy Diệp Huyên ra nhưng lúc này lại phát hiện sức lực trong người như bị rút cạn, chẳng còn tí sức lực nào hết. Mãi một lúc lâu sau, Diệp Huyên mới thả An Lan Tú ra, nhìn nàng gần ngay trước mặt cười nói, khi ở Thanh Thành, ta đã có suy nghĩ này rồi. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên hỏi, huynh thích ta cái gì? Diệp Huyên đáp, thích tất cả mọi thứ của nàng. An Lan Tú nhìn thẳng vào Diệp Huyên nói, cụ thể. Diệp Huyên lắc đầu, cụ thể thì ta không nói rõ được. An Lan Tú hơi rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Bấy giờ, Diệp Huyên lại nói, ta chỉ biết khi mới gặp nàng thì đã bị nàng hấp hồn, ai mà chẳng có lòng thích cái đẹp, ta cũng vậy. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách nàng lớn lên quá đẹp. Tiểu Tháp. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên tiếp tục nói, về sau khi ở chung với nàng, nàng vốn là kiều nữ xa cách nhân gian, mà khi ấy ta chỉ là một kẻ tầm thường bị vứt bỏ của Diệp gia. Nhưng, nàng lại chẳng hề khinh bỉ ta, trái lại còn ra tay giúp đỡ khi ta bị Diệp gia hãm hại. Sau này, nàng còn tặng lệnh bài để ta đến học viện Thương Mộc. Hắn nói đến đây thì khẽ lắc đầu, ta không biết những điều đó có phải là lý do mà mình thích nàng hay không. Ta chỉ biết, ta thích nàng, thấy nàng sẽ vui vẻ, sẽ tim đập thình thịch. Yêu, ta cũng không biết, ta chỉ biết là mình muốn ở cùng với nàng đời đời kiếp kiếp. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. An Lan Tú im lặng một lúc rồi khẽ nắm lấy tay Diệp Huyên, dịu dàng nói, không hối hận khi gặp huynh và cũng may mắn vì đã gặp được huynh. Diệp Huyên cười ha ha rồi ôm lấy An Lan Tú. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên gần ngay trước mặt, ánh mắt khẽ ngẩn ngơ, những cảnh tượng khi mới gặp nhau lại hiện lên trong đầu. Yêu. Nàng cũng không biết thế nào là yêu. Vì chưa từng yêu ai, đây là lần đầu của nàng. Nàng chỉ biết là mình thích ở chung với Diệp Huyên, chẳng có lý do nào khác, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Khi ở cùng sư tôn An Vũ Thần, người từng nói với nàng một câu, nếu yêu thì cứ yêu đi, đời người chớ để bỏ lỡ nhau. Ban nãy, Diệp Huyên mở rộng cõi lòng với nàng, thật ra nàng đã rất vui. Bởi vì... nàng vốn không giỏi biểu đạt, nếu để An Lan Tú bày tỏ. Chắc phải chờ thêm cả một vạn năm cũng chưa chắc mở miệng nói ra được.
May mà, Diệp Huyên đã bày tỏ. Nàng thích một Diệp Huyên chân chất của trước kia, nhưng cũng thích một Diệp Huyên mặt dày mày dạn dũng cảm như bây giờ. Như thế nào là yêu? Đó là thích cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của hắn, có thể cùng giàu sang phú quý hay nghèo hèn cơ cực với hắn. Con đường võ đạo này rất dài đằng đẵng và miên man, cùng với đó là sự cô đơn đằng đẵng. Nếu bỏ qua mọi thứ thì dù có đạt tới đỉnh của võ đạo lại có ý nghĩa gì cơ chứ? An Lan Tú nghĩ đến đây không khỏi nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Ở hệ Ngân Hà xa xôi. Một cô gái đang chậm rãi dạo bước trên bờ biển, gió biển thổi tóc nàng bay bay. Đó là cô gái váy trắng. Lúc này, nàng bỗng dừng lại rồi nhìn về mặt biển đằng xa khẽ gọi ca ca. Nàng vừa gọi xong bèn vung tay lên. Ngàn vạn kiếm khí lập tức bao phủ toàn bộ mặt biển và tạo thành khuôn mặt của Diệp Huyên. Cô gái váy trắng nhìn bức tranh của Diệp Huyên trên mặt biển, khóe miệng khẽ cong. Trên con đường kiếm đạo này là vô cùng vô tận. Nhưng nàng đã đạt tới đỉnh. Xét về thực lực, trên đời này đã không ai có thể giết nàng và cũng chẳng có kẻ nào là nàng không giết được. Bất tử. Từ vô số năm trước, nàng đã hiểu rõ sinh tử, chỉ cần nàng muốn thì phân thân của mình cũng có thể bất tử. Còn bản thể của nàng, nó đã sớm bỏ xa bất tử. Phần cuối của vũ trụ. Dù là nàng thì cũng không biết phần cuối của vũ trụ ở nơi nào. Nhưng chỉ cần nàng muốn thì giờ có thể hoàn toàn hủy diệt vũ trụ này, khiến nó không có cuối. Xét về thực lực, nàng đã vô địch. Xét về tuổi thọ, nàng đã bất tử. Nhưng nếu không có Diệp Huyên thì mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô gái váy trắng bỗng nhiên quay đầu lại lạnh lùng liếc về một phía, ca ca của ta còn thì vũ trụ này còn. Nơi nào đó im lặng một lát rồi bỗng rên rỉ, mẹ nó, ngày nào cũng đe dọa ta, đúng là không thể chịu nổi mà. A a a a. Chấm chấm chấm. Trong tinh không, Diệp Huyên và An Lan Tú ngồi ôm nhau. Sau khi hai người bộc bạch toàn bộ suy nghĩ, quan hệ hai bên đương nhiên cũng gần gũi hơn. Diệp Huyên nhìn không gian vụn vỡ xung quanh, nhưng nghĩ đến gì đó, hắn bỗng nhíu mày, định luật bảo toàn. An Lan Tú quay đầu nhìn Diệp Huyên, định luật bảo toàn. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn một vùng thời không bị một kiếm của hắn chém vỡ kia, sau đó thấp giọng nói, các chủ tiên bảo các có nói, định luật bảo toàn, cho dù vũ trụ bị tiêu diệt, nhưng lượng của nó thì vẫn còn, lúc trước ta không hiểu lắm, nhưng lúc này nhìn kỹ, ta phát hiện, vùng tinh không này tuy đã bị ta chém vỡ, nhưng, nàng có phát hiện không, lượng vật chất trong này vẫn còn như cũ. Nói rồi. Hắn vung nhẹ tay phải, chớp mắt, vùng tinh không tối đen lập tức gợn sóng. Thứ hắn tiêu diệt là tinh vực thời không? Chứ không phải bản chất thời không? Lượng là gì? Cũng giống như là bản chất. Diệp Huyên bỗng nói tiếp, giống như khúc củi, nếu đốt cháy, nó thật sự không tồn tại nữa sao? Không, nó sẽ biến thành tro, thật ra vẫn còn, chỉ là đổi thành một hình thức tồn tại khác. Lượng, bản chất. Nói rồi. Hắn khẽ nhíu mày. Lúc này, An Lan Tú bỗng lên tiếng, ta hiểu rồi. Diệp Huyên quay đầu nhìn An Lan Tú, kinh ngạc hiểu rồi. An Lan Tú gật đầu, lúc trước chúng ta vẫn luôn nói về bản chất, nhưng lúc đó thực lực chúng ta thấp, kiến thức eo hẹp, vì vậy, không thể hiểu rõ ý nghĩa thật sự của bản chất. Nói đến đây, nàng khẽ dừng lại rồi nói tiếp, bản chất, thật ra vượt ngời bản thân vũ trụ. Nói rồi. Nàng chậm rãi đứng dậy, tay phải cầm kiếm đâm về phía trước. Ầm. Ở mũi kiếm, một lốc xoáy đen bỗng nhiên xuất hiện. An Lan Tú nhìn lốc xoáy đen kia, nhẹ giọng nói, bản chất tinh vực này vẫn còn, có lẽ qua nhiều năm sau, nơi này sẽ lại khôi phục như ban đầu. Diệp Huyên gật đầu, các chủ kia nói, dùng định luật bảo toàn tu hành, sinh mệnh có thể tồn tại mãi mãi, thần thông võ đạo có thể mãi mãi bất diệt. Nói rồi, hắn lấy ra cuốn sách mà các chủ tiên bảo các vẫn chưa viết xong kia, nàng ta là dùng chữ của thế giới này viết, nhưng rõ ràng, nàng ta muốn cho người thế giới này xem, đáng tiếc là chưa viết xong. Nói đến đây, hắn chợt lắc đầu khẽ cười, thật ra có chút khó khăn cũng rất tốt. An Lan Tú gật đầu, ta đã ngộ ra rồi, ta muốn tu hành một thời gian. Diệp Huyên chớp mắt, ngộ ra rồi. An Lan Tú gật đầu.
Diệp Huyên cười nói, vậy nàng cứ tu luyện trong tiểu tháp đi. An Lan Tú gật đầu, nàng lập tức tiến vào tiểu tháp. Diệp Huyên ở tại chỗ nhìn xung quanh, đúng lúc muốn nghiên cứu định luật bảo toàn này, lúc ấy, tiên sư Đại Hoang Điện xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Tiên sư vội nói, Diệp công tử, theo ta biết, ma thành của Linh Ma Giới cai lại được xây lại xong rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên lại trầm mặc. Lại xây xong rồi. Tiên sư lấy ra một miếng bùa truyền tống đưa đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp công tử, bùa này có thể đi thẳng đến ma thành kia. Đương nhiên ông ta hy vọng Diệp Huyên đi đến Linh Ma Tộc lần nữa, vì như vậy thì Diệp Huyên có thể làm hao tổn thực lực Linh Ma Tộc. Diệp Huyên nhìn tiên sư, hắn muốn xử chết cái họa này. Lại xây rồi. Rõ ràng, Linh Ma Tộc này chắc chắn lại có cao thủ thức tỉnh rồi. Hơn nữa, có thể không chỉ một người, đối phương xây lại, chính là muốn để bản thân đến, sau đó cả tộc đánh mình. Với tình huống bình thường, hắn xem như không biết là được. Vấn đề là, cái tên ngốc này lại chạy đến nhắc mình. Đi vậy. Lần này đi, chắc chắn sẽ bị đánh tập thể, nói không chừng có đi không về. Không đi. Mẹ nó. Lúc đầu, bản thân giả vờ ra vẻ như vậy, nếu không đi, mặt mũi này thật sự không biết giấu đi đâu. Mặt mũi có thể không cần, nhưng, giả vờ ngầu thì không thể cứu vãn rồi. Làm sao đây? Lúc này, tiên sư kia đột nhiên nói, Diệp công tử, khi nào ngươi đi đến ma thành? Diệp Huyên. Tiên sư còn muốn nói gì đó, Diệp Huyên bỗng lên tiếng, tiên sư, năm đó Đại Hoang và Linh Ma tộc tranh chiến, đã thắng hay thua? Tiên sư cười khổ, lưỡng bại câu thương. Diệp Huyên chớp mắt, không phải chứ? Ngươi xem, nơi này đâu đâu cũng có cao thủ Linh Ma tộc, mà ta ở trong Linh Ma tộc, lại chưa từng phát hiện ra cao thủ Đại Hoang Điện, các ngươi là thua rồi đúng không? Hơn nữa, có lẽ là thua cũng rất thảm, đúng chứ? Vẻ mặt tiên sư cứng đờ. Diệp Huyên cười lạnh, sao hắn lại không hiểu tiên sư này chứ? Đối phương là muốn dùng hắn làm thương, để hắn đi huyết chiến với Linh Ma tộc. Ta có thể giết Linh Ma tộc, nhưng, ngươi không thể lợi dụng ông đây. Diệp Huyên nói tiếp, tiên sư, ngươi ở Đại Hoang Điện giữ chức vị gì? Tiên sư do dự rồi nói, cũng giống như quân sư vậy. Diệp Huyên lắc đầu, vậy tức là quân sư rồi, cơ cấu sao lại nhỏ như vậy? Lôi kéo ta không tốt sao? Cứ phải lợi dụng ta, ngươi cảm thấy là ta ngốc hay ngươi ngốc? Vẻ mặt tiên sư có phần khó coi. Diệp Huyên nhìn tiên sư, không phục sao? Nói rồi, hắn khẽ đặt ngón tay cái trên chuôi kiếm Thanh Huyên, nếu không phục, hoặc là không vui, thì ngươi cứ nói. Tiên sư nhìn Diệp Huyên, ánh mắt có chút nghi kỵ. Nói. Đương nhiên không dám nói. Ông ta biết, nếu ông ta dám nói thì người trước mắt này cũng dám giết. Diệp Huyên nheo hai mắt, nói hay không? Nghe vậy, tiên sư kinh sợ trong lòng, vội lên tiếng, Diệp công tử, là lỗi của ta, có chút tâm tư nhỏ, mong Diệp công tử đại nhân đại lượng, đừng so đo với ta. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cảm, ta có. Vẻ mặt tiên sư cứng đờ. Lúc này, âm thanh của tiểu tháp bỗng vang lên trong đầu tiên sư, tiểu chủ nhà ta thích tinh thần mạch, người thể hiện chút thì hắn không tính toán nữa. Tinh thần mạch. Tiên sư do dự rồi lấy một chiếc nhẫn chứa đồ cho Diệp Huyên, Diệp công tử, chút tâm ý nhỏ, mong nhận cho. Diệp Huyên quét mắt nhìn, lập tức giận dữ, ngươi xem ta là người thế nào, ta là loại người đó sao? Tiên sư ngây người. Vẻ mặt khó tin. Diệp công tử không ham của. Lúc này, âm thanh tiểu tháp lại vang lên trong đầu tiên sư, cho ít rồi. Tiên sư. Lúc này, kiếm Thanh Huyên trong vỏ bỗng run lên, tiếng kiếm bỗng vang vọng. Tiên sư lo sợ trong lòng, vội lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Diệp Huyên. Diệp công tử, ta, toàn bộ tinh thần mạch của ta đều ở đây cả. Diệp Huyên liếc nhìn. Trong nhẫn chứa đồ chỉ có gần 3 vạn tinh thần mạch, hắn nhíu mày, sao ngươi lại nghèo như vậy? Tiên bảo các người ta hở ra là đã có mấy tỷ tinh thần mạch rồi. Tiên sư cười khổ, Diệp công tử, tiên bảo các là làm ăn, người bình thường sao có thể so được với người làm ăn? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, cũng đúng. Nói rồi, hắn nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó quay người rời đi.
Tiên sư thở phào trong lòng, sợ hãi chảy cả mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc vừa nãy, trực giác nói cho ông ta biết, nếu Diệp Huyên xuất kiếm thì ông ta chắc chắn sẽ chết. Không đỡ nổi. Như nghĩ đến gì đó, tiên sư lại thở dài trong lòng. Không thể không nói, cơ cấu bản thân quả thực nhỏ. Thật ra, mới đầu sở dĩ ông ta làm như vậy, là vì ông ta nghĩ rằng Diệp Huyên là thế hệ hưởng thừa kế không có não, vì vậy ông ta muốn lợi dụng Diệp Huyên, để Diệp Huyên đến huyết chiến với linh ma tộc, cuối cùng khiến thế lực sau lưng Diệp Huyên xuất hiện, như vậy thì Đại Hoang xem như có thể một thế lực siêu cấp giúp đỡ rồi. Nhưng ông ta không ngờ, Diệp Huyên này lập tức đã nhìn thấu ý đồ của ông ta. Cứ vậy, trộm gà không được còn mất nắm thóc, tiên sư lắc đầu, quay người rời đi. Diệp Huyên đi thẳng đến Tiên Bảo Các, nhìn thấy Diệp Huyên, vẻ mặt Lý Sinh kia lập tức đau khổ. Lại đến rồi. Đương nhiên, phần nhiều là thấy kinh ngạc. Bởi vì chuyện của Linh Ma Giới, ông ta đã biết rồi. Người trước mắt này, thế mà lại mạnh mẽ giết sạch mấy ma thành của Linh Ma Giới, còn giết cả Linh Ma Thần Sư của Linh Ma Tộc nữa. Kinh khủng như vậy. Diệp Huyên nhìn Lý Sinh, sau đó nói, Lý Hội trưởng, mượn chút tiền. Ta muốn bắn súng. Lý Sinh ngây người, mượn tiền, bắn súng. Diệp Huyên gật đầu. Tinh thần mạch của hắn không ít nhưng cũng không đủ, hiện tại hắn có chừng 7, 8 vạn tinh thần mạch, nhiều nhất cũng chỉ bắn được 2 súng, nếu đối mặt với kẻ vô cùng mạnh, thì chỉ có thể bắn được 1 súng. Nghèo. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân nghèo như vậy. Lý Sinh do dự chốc lát, sau đó nói, Diệp công tử, người cần bao nhiêu? Diệp Huyên hỏi, người có bao nhiêu? Nghe vậy, Lý Sinh bông giật mí mắt, chuyện này. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Lý Sinh sững sờ, sau đó, ông ta vội nói, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyên không nói gì, trực tiếp ngự kiếm biến mất nơi chân trời. Lý Sinh ở tại chỗ im lặng. Chân trời phía xa, tiểu tháp bỗng nói, tiểu chủ, sao người lại không mượn nữa? Diệp Huyên cười nói, ép buộc người khác không tốt. Tiểu tháp nói, vậy lúc trước người làm vậy với tiên sư kia. Diệp Huyên cười nói, là tiên sư kia tính kế ta trước, muốn xem ta như tên ngốc mà sai khiến. Tiểu tháp nói, hiểu rồi. Diệp Huyên quét mắt nhìn xung quanh, đang định tiến vào tiểu tháp tu luyện thì lúc này, thời không trước mặt hắn bỗng rung chuyển, sau đó, không gian lập tức nứt ra, một người đàn ông trung niên bước ra từ trong đó. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, Diệp Huyên nhíu chặt mày. Chính là Tả Tôn lúc trước. Nhưng cũng không phải bản thể mà chỉ là một phân thân. Nhìn thấy Tả Tôn này, Diệp Huyên nhíu mày, tên này sao lại tìm đến mình. Tả Tôn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, mà thành ta đã xây xong rồi. Diệp Huyên hỏi, thì sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 196.